Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sáng nay tiếp tục sư xin chia sẻ về lời dạy Đức Phật cho người cư sĩ chúng ta hiểu, để chúng ta tăng thêm niềm tin để chúng ta tu tập. Thì trong 10 ngày các Phật tử chúng ta, các nơi chúng ta quy tụ về đây, thì trong 10 ngày này đó, theo sư nghĩ rằng các vị tạo rất là nhiều phước. Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta tu tập là gì? Chúng ta tu tập là để chúng ta tạo phước. Chúng ta hơn nhau cái chỗ là cái người nào biết phát triển nhiều phước báo đó, thì cái người đó gọi là cái người tu có kết quả tốt. Thì trong ba loại phước đó là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật tức là bố thí, phước đức là giữ giới, phước trí là chúng ta hành thiền. Đó là sẽ nói hẹp. Còn nói rộng thì tới 10 cách để chúng ta tạo phước. Thì phước là chữ buôn nhá, những gì đem đến cho chúng sanh được an lạc, được hạnh phúc, được may mắn, được nhẹ nhàng, đó được gọi là phước. Như thế nào gọi là tội? Tội tức là sự đau khổ nóng đốt cả thân và tâm. Thì bây giờ chúng ta đó, trong những ngày đến đây là chúng ta tạo về cái phước, mà hai cái phước tôi thấy rất là đặc biệt, đó là phước đức và phước trí. Phước đức là các Phật tử chúng ta sáng chúng ta thọ trì tám giới, tức là chúng ta tạo phước đức. Khi chúng ta thọ trì tám giới rồi tiếp tục để chúng ta phát triển, chúng ta chánh niệm, để chúng ta hành thiền, đó là chúng ta tạo phước trí. Thì ở đây đó, tại sao chúng ta phải hành thiền để chúng ta tạo phước trí? Tại vì đối với một phàm phu chúng ta đó, chúng ta không gặp được chánh pháp, chúng ta không có ứng dụng lời dạy Đức Phật, thì chúng ta sống bằng tham, bằng sân, bằng si. Và tham sân si nó sanh khởi, nó sẽ tác động đến từ cái hành động của mình, đem đến đau khổ cho mình, cho người khác. Từ cái lời nói của mình đem đến đau khổ cho mình, cho người khác. Và cái tư tưởng chúng ta cũng vậy, tức là cái bản chất của tham sân si á, khi mà nó sanh khởi, nó sẽ điều xử một chúng sanh đó. Ở đời này chúng sanh mà giết người cướp của, đi đến vợ người hay là lường gạt chúng sanh khác, trở thành một con người ác là do tham sân si nó điều động, nó sai xử. Còn ở đời này có những người đó, mà người ta làm lợi ích cho mọi người, làm lợi ích cho phần đông, và cái sự xuất hiện của họ đó đều đưa đến sự an vui cho chúng sanh khác. Thì những người này đó, tức là họ phát triển sống với tâm vô tham, vô sân và vô si, tức là có trí tuệ. Khi chúng ta hành thiền đó, để chúng ta chánh niệm, để chúng ta loại bỏ tham sân si, thì trong 10 ngày này các vị vô đây hành thiền đó, thì sẽ thấy rằng có một số Phật tử cũng mới mẻ, và cũng có một số Phật tử chúng ta đã từng tu tập dự nhiều khóa thiền. Nhưng mà khi vô khóa thiền rồi đó, thì có những lúc thì tâm chúng ta nó lại dao động, hay là nó làm cho chúng ta không có được yên ổn. Thì đó là cái bản chất tham sân si, tức là hồi xưa giờ chúng ta đã sống với nó, chúng ta đã nô lệ cho nó. Vậy bây giờ khi mà chúng ta đó phát triển chánh niệm, tức là chúng ta loại bỏ tham sân si, thì tham sân si bắt đầu nó sẽ vùng dậy và nó sẽ chi phối nếu chúng ta không có cách nhẫn nại, và chúng ta không có biết cách để chúng ta quan sát, thì chúng ta sẽ bị bại với phiền não và chúng ta sẽ bị thối thắt. Đại xưa giờ đó chúng ta sống bằng tham, chúng ta thích ăn chơi hưởng thụ, chúng ta thích đi du lịch, chúng ta muốn được những cái tiếng du dương người ta khen chúng ta, hay là chúng ta thích nghe những tiếng nhạc, mũi chúng ta thì lại thích những cái mùi thơm,
Hoặc là chúng ta thích ăn ngon, chúng ta muốn ngủ, nghỉ cho nhiều, thân chúng ta muốn xúc chạm những cái cảm giác dễ chịu. Thì xưa giờ chúng ta phát triển tâm tham, đó là cái bản chất của phiền não. Và bây giờ chúng ta vô đây đó, chúng ta không còn nhìn cảnh đẹp, chúng ta không được nghe âm thanh hay, chúng ta không được ngửi mùi thơm, chúng ta không được ăn ngon, thân chúng ta đó thì không có được chiều chuộng nó nữa. Thì bắt đầu những cái tâm tham nó sẽ vùng dậy. Tức là cái bản chất gọi là năm triền cái, trong đó gọi là tham dục cái. Thì tham dục cái tức là cái bản chất á, phiền não, và nó sẽ phấy phá chúng sanh. Chúng ta sống mà không được an ổn tức là do tham dục cái nó chi phối chúng ta. Trong đời sống này chúng ta đau khổ có những lúc chúng ta là do cái lòng tham nó chi phối và nó tác động, nó điều xử chúng ta. Có thể chúng ta mong muốn cái này, chúng ta mong muốn cái kia, và có thể nó xúi dục chúng ta làm bất chấp thủ đoạn để muốn đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Có thể chúng ta hại bạn bè, chúng ta có thể hại huynh đệ, có thể là chúng ta hại bất cứ những người nào mà có thể ngăn chặn những cái điều của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng cái bản chất của tâm tham nó rất là nguy hiểm. Thì bây giờ khi mà chúng ta vô tu tập á, thì tâm tham bắt đầu nó trỗi dậy, tức là nó không muốn cho chúng ta ổn định để chúng ta an trú vào cái giáo pháp của Đức Phật. Thì khi nào mà chúng ta sống với tâm tham á, thì chúng ta không có muốn nghe pháp, chúng ta không muốn hành thiền, chúng ta không muốn làm những điều thiện. Và khi tâm tham sinh khởi, nó chỉ sai sử chúng ta thích đi chơi, thích hưởng thụ, lười biếng và sống trong cái trì lạc thôi. Thì đây chúng ta tu tập á, Đức Phật dạy cho chúng ta đó, tu tứ niệm xứ là gì? Tức là để chúng ta nhận thức được cái bản chất phiền não của tham dục cái, mà lâu đời nó nhận chìm chúng ta, và chúng ta phải luân hồi nhiều đời nhiều kiếp là do cái lòng tham muốn. Nên ở đời này đó, chúng ta thấy rằng đó, có những người nam và người nữ đó, có thể họ đến với nhau mà khi không đến được đó, có sự xa cách, rồi có thể nhớ nhung, rồi buồn bã, đau khổ, có người thất tình và có thể tự tử chết nữa. Thì chúng ta thấy khi mà một người họ thương nhớ một người nào đó hay là họ thất tình đó, họ đau khổ lắm. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập á, là Đức Phật dạy chúng ta đó là để chúng ta loại bớt cái lòng tham. Mà trong đời sống này đó, cái người nào mà tham nhiều thì cái người đó khổ đau nhiều. Chúng ta tham nhiều, chúng ta khổ nhiều. Chúng ta tham ít, chúng ta khổ ít. Mà chúng ta hết tham thì chúng ta sẽ hết đau khổ. Từ cái tham thô tháo đến những cái tham vi tế. Có những lúc trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thấy cái tham nó rất là đa dạng. Chẳng hạn như các vị đến chùa, các vị mà khen sư đi, thì cái đó tâm, nếu mà sư không có chánh niệm đó, thì tâm tham nó vẫn len lỏi trong đó. Các vị khi khen sư có nghĩa là cái người có thể thuyết pháp hay, hay là xây chùa đẹp, thì cái đó, cái lời khen của quý vị, nếu mà sư không chánh niệm, bắt đầu những cái phiền não, một là sự quan hỷ, và trong cái tâm tham nó có kèm theo cái cảm thọ hỷ trong đó. Nên Đức Phật dạy các vị tỳ kheo cung kính, lợi dưỡng, danh vọng là khổ lỵ, là ác độc này các tỳ kheo. Tức là đối với các sư đó. Thì Đức Phật dạy ngoài cái việc mà không được tham danh, tham lợi đó, còn không có nên tham bất cứ cái vật gì. Cái vị tỳ kheo mà nhận thức được như vậy, vị tỳ kheo đó mới thoát được cái sự luân hồi, mới đạt đến Niết Bàn. Thì đây suy nghĩ rằng chúng ta tu tập á, thì thường thường có năm loại triền cái mà nó sẽ tác động đến chúng ta, làm chúng ta không ăn ổn. Xưa giờ chúng ta đã sống với nó rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta vô tu tập rồi đó, Đức Phật dạy cho chúng ta tu tứ niệm xứ là để làm gì? Tức là để chúng ta loại trừ lòng tham. Chúng ta còn phàm mà, thì chúng ta phải chấp nhận những cái tâm tham đó mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã quân tập. Thì giờ các vị vô tu đó, vô hành thiền đó, có những cái tâm mà nó mong muốn cái này, nó mong muốn cái kia, nó suy nghĩ đến chuyện này chuyện nọ đó, cái lòng tham khởi lên đó, thì chúng ta phải chánh niệm. Thì đây Đức Phật dạy khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham,
Thì khi mà cái tâm tham sanh khởi đó, mà chúng ta biết quan sát, khi chúng ta quan sát đó, thì mỗi lần mà tâm tham sanh khởi đó, thì xưa kia chúng ta chưa biết tu tập tứ niệm xứ, thì chúng ta với tâm tham là một. Và khi đó tâm tham nó sẽ điều động chúng ta, từ cái hành động chúng ta có thể đưa đến khổ mình, khổ người. Và cái lời nói chúng ta cũng vậy, và cái tư tưởng chúng ta cũng vậy. Và cái bản chất tâm tham á, xin nói ví dụ những người mà họ không có tu tập tứ niệm xứ hay không có thực hành giáo pháp của Đức Phật, khi tâm tham sanh khởi, chúng sanh này có thể là trộm cắp, đột nhập nhà người khác để lấy tài sản người khác. Đó là cái bản chất tâm tham nó điều sử. Và ở đời này mà chúng sanh mà đi đến vợ người đó, phá hoại gia can người khác cũng là do tâm tham. Ở đời này đó, chúng sanh mà nói dối để lừa đảo chúng sanh khác đó, là cũng bản chất của tâm tham. Thì những cái phiền não này đó, tức là gọi là ma tâm, hay còn được gọi là phiền não ma. Thì trong Phật giáo có đề cập đến 5 loại ma, đó là thiên ma, ngũ ấm ma, tử ma, rồi pháp hành ma và phiền não ma. Thì trong 5 loại ma này đó, mà cái phiền não ma nó hại chúng sanh. Tức là khi mà chúng ta khởi tâm tham mà chúng ta trộm cắp, chúng ta lấy tài sản của người khác, chúng ta lừa đảo người khác, chúng ta phá hoại gia can người khác, thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta sống với những cái tâm tham mà nó điều sử mình không biết nhìn nhận để mình thanh lọc nó, thì mình sẽ trở thành một con người xấu ác, làm đau khổ cho những người xung quanh. Và trong đời sống này chúng ta sống với cái tâm tham mà nó điều sử rồi đó, chúng ta trở thành con người hạ liệt và xã hội sẽ khinh thường chúng ta. Chúng ta đau khổ trong kiếp sống này, mà sau khi chúng ta chết thì do cái ác nghiệp phiền não tham này, tức là gọi là tâm ma đó, nó sẵn dẫn dắt chúng ta rơi vào 4 khổ cảnh, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Khi các vị khởi tâm tham thì không bao giờ các vị làm lợi ích cho người khác được. Phần lớn chúng ta làm cái gì á, chúng ta cũng có sự tính toán trong đó, mưu mẹo trong đó. Chúng ta giúp đỡ người khác, rồi chúng ta cũng có một cái ý đồ trong đó, giúp người này để mà chúng ta có cái cầu lợi gì trong đó. Còn khi chúng ta có tâm vô tham thì chúng ta không có những cái vấn đề này. Thì đây Đức Phật dạy đó, chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, tức là để chúng ta nhận diện được phiền não, cái bản chất của tâm tham. Chúng ta nhận diện. Thì cho nên Đức Phật dạy đó, khi tâm tham sanh khởi thì chúng ta phải quan sát, chúng ta lấy tâm tham làm đối tượng. Và khi chúng ta quan sát tâm tham, tức là chúng ta thoát khỏi tâm tham, tâm tham trở thành đối tượng để chúng ta quan sát. Thì khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thoát khỏi tâm tham rồi đó, thì trong lúc đó chúng ta phải có một cái thái độ đúng đắn, và chúng ta phải có một cái sự hiểu biết đúng. Tâm chúng ta phải cài đặt sẵn, biết rằng tâm tham này nó chỉ là tâm thôi, nó không phải là con người, không phải của tôi, không phải đàn ông, không phải đàn bà. Chúng ta quan sát bằng cái thái độ đúng đắn đó mà chúng ta lại có sự bình yên, và cái tâm tham, cái cường độ nó giảm như thế nào chúng ta biết rõ, nó biến bất như thế nào chúng ta biết rõ, thì cái tâm tham cũng là đối tượng để giúp cho chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết. Và mỗi khi tâm tham sanh khởi, chúng ta cứ quan sát nhiều lần đó, thì tâm tham mỗi ngày nó sẽ yếu dần, và tâm tham không có cơ hội để phát triển, và nó sẽ bị tiêu diệt. Thì khi mà chúng ta tiêu diệt được tâm tham, mà chúng ta tiêu diệt bằng cách có thái độ đúng đắn, bằng cái phương pháp mà Đức Thế Tôn người ta dạy chúng ta, thì như vậy đó, chúng ta tu á, khi mà chúng ta diệt được tâm tham rồi thì chúng ta sẽ sống với tâm vô tham. Thì cái cách tu tập á, khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, sư có chỉ cho các vị, thứ nhất là bất cứ đối tượng nào sanh khởi đó, thì chúng ta phải chấp nhận. Thứ nhất là chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta chấp nhận ở đây là chúng ta chấp nhận cái sự khôn ngoan, có sự hiểu biết. Còn nếu mà cái tâm tham sanh khởi đó mà chúng ta không chấp nhận đó, thì chúng ta lại rơi vào một cái cực đoan khác. Tại vì chúng ta thường có rơi vào hai cực đoan. Một là tâm tham sanh khởi chúng ta đồng hóa và chúng ta bị nó điều sử để chúng ta những cái việc làm chúng ta đưa đến khổ mình, khổ người. Cách thứ hai là khi mà chúng ta đã biết tu tập rồi đó,
Khi mà tâm tham sanh khởi, chúng ta lại sợ hãi tâm tham, là chúng ta lại bực mình đối với tâm tham, hay là chúng ta tự trách mình. Tại chúng ta còn làm phàm phu thì chúng ta vẫn còn tham. Thì hai cái cách này nó đều rơi vào cái cực đoan cả. Thì bây giờ chúng ta biết tu á, tức là tâm tham sanh khởi, chúng ta không có đồng hóa với nó và nó không có sai sử chúng ta từ cái lời nói, hành động và suy nghĩ. Rồi bây giờ đó, chúng ta tâm tham sanh khởi là chúng ta không có bất mãn với tâm tham, mà chúng ta có sự hiểu biết đúng. Chúng ta biết rằng tâm tham là đối tượng để giúp cho ta quan sát, trải nghiệm và học hỏi được cái bản chất nó như thế nào, cái sự dính mắc nó ra sao, và cái sự thay đổi như thế nào, và cường độ nó giảm như thế nào, và cái sự biến mất nó như thế nào. Để sau này chúng ta hiểu rằng cái tâm tham mình nó do duyên mà có, nó không phải con người, không phải bản ngã, không phải anh, không phải chị. Mà khi chúng ta quan sát được cái tâm phiền não của chính mình rồi đó, thì chúng ta sẽ hiểu được chúng sanh khác. Tại vì ở đời này chúng sanh là sống bằng tham, bằng sân, bằng si. Một chúng sanh thì nó sống đều giống nhau, nhưng có người thì tham nhiều, có người thì tham ít, có người thì sân nhiều, có người sân ít, và có người si nhiều, có người si ít thôi. Thì bản chất phàm phu thì ai cũng có tham, có sân, có si cả. Nên khi chúng ta nhận diện được phiền não tham á, chúng ta quan sát á, thì tâm tham nó sẽ yếu dần và nó sẽ biến mất. Và sau này đó, tâm tham khó điều xử chúng ta được. Nên chúng ta tu chúng ta phải hiểu như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập, khi mà tâm tham sanh khởi, chúng ta khởi cái tư tưởng lên để chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản của người đó, hay là chúng ta muốn đi đến phá hoại gia ca người khác với cái tâm tham mà nó khai sai sử đó, thì chúng ta suy nghĩ trong vòng khoảng một phút thôi thì nó sanh khởi nhiều tâm, nhiều lậu tâm. Mà nhiều lậu tâm như vậy đó, nó sản sanh ra nhiều cái tâm quả. Nếu mà phân tích theo vi diệu pháp á, thì khi mà chúng ta búng một cái búng tay như vậy nè, tức là có nhiều tỷ tâm sanh diệt. Mà mỗi cái tâm như vậy đó, nó sẽ sản sinh ra nhiều tỷ tâm tâm quả. Thì mỗi cái tâm quả như vậy đó, thì nó sẽ là một thiết tái sinh. Mà chúng ta khởi cái tâm tham lên trong vòng cỡ khoảng, nó sanh khởi, nó chi phối chúng ta chỉ 10 phút thôi, thì nó vô số tỷ tâm quả. Mà một cái tâm quả như vậy là một cái kiếp tái sinh. Mà trong luân hồi sanh tử đó, Đức Phật dạy chúng ta không phải chỉ có mặt trong kiếp này, mà chúng ta đã nhiều đời, nhiều kiếp sống quá khứ rồi. Vô lượng kiếp sống quá khứ không thể nào tính đếm được. Mà những cái bất thiện này nó cho quả đó, thì cái mỗi cái tâm quả vậy chúng ta tái sanh vào 4 cõi khổ. Cái mỗi cái tâm quả như vậy chúng ta tái sanh vào 4 cõi khổ, mà nó nhiều nhiều tâm quả. Nên bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ là gì? Để chúng ta phát huy chánh niệm. Khi chúng ta phát huy chánh niệm, chúng ta an trú vào thân thọ tâm pháp, thì trong lúc đó tham không có cơ hội sanh khởi, sân không có cơ hội sanh khởi, si không có cơ hội sanh khởi. Tức là chúng ta đang phát triển tâm thiện. Thì chúng ta chánh niệm trong vòng khoảng một phút thôi, thì trong một phút tâm thiện này nó sanh khởi như vậy, nó nhiều tỷ tỷ tâm, không thể nào tính đếm được bao nhiêu tâm hết. Tại vì một búng tay như vậy đó, nó tạo ra biết bao nhiêu. Một búng tay như vậy đó, nhiều tỷ tâm sanh diệt. Mà chúng ta chánh niệm trong vòng một phút, hai phút như vậy đó, thì trong thời gian đó nó tạo ra vô số tâm quả thiện. Mà một tâm quả thiện như vậy, nó sẽ là một kiếp tái sanh. Mà trong 10 ngày các vị đi tu thiền á, mà các vị chánh niệm, suy nghĩ trong vòng thời gian cỡ khoảng 10 ngày, chúng ta tính cái thời gian mà chúng ta phóng túng cho 7 ngày đi, còn thời gian 3 ngày chúng ta được chánh niệm, thì trong 3 ngày như vậy đó, thì chúng ta thấy thời gian mà trong 3 ngày như vậy, thì chúng ta thấy biết bao nhiêu tâm thiện. Mà trong luân hồi mà chúng ta chưa chứng A-la-hán, thì những cái tâm thiện này đó, mà nó cho quả đó, thì mỗi cái tâm quả chúng ta cứ tục sanh trời người, tục sanh trời người đó. Nên chúng ta tu tập đó, chúng ta phải hiểu được cái giá trị trong lúc mà mình phát huy chánh niệm. Thì trong lúc mà chúng ta phát huy chánh niệm đó, có những lúc tâm tham nó sẽ chi phối chúng ta, nó làm chúng ta thất niệm. Thì khi mà tâm tham sanh khởi đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát tâm tham.
Tức là chúng ta loại trừ tâm tham để chúng ta sống với tâm vô tham, vô sân, vô si. Cái gì cũng vậy đó. Giống như chúng ta sống với phiền não quen rồi, bây giờ chúng ta tập chánh niệm chúng ta thấy nó hơi khó khăn. Và chúng ta sống với tâm thiện chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta sống với tâm bất thiện nhiều mà bây giờ chúng ta chánh niệm chúng ta thấy nó không được thoải mái. Nhưng mà các vị đó cố gắng, các vị phát triển thời gian đó, thì các vị thấy rằng sống với tâm thiện nó hạnh phúc và sống với tâm bất thiện nó đau khổ. Khi đó trí tuệ đó nó sẽ nhận thức và nó hiểu rằng cần nên sống với những tâm nào. Khi chúng ta phát niệm lâu ngày á, niệm định chúng ta mạnh và khi có trí tuệ đó, chúng ta biết rằng tự trí tuệ nó sẽ biết cần sống như thế nào. Thời Đức Phật còn tại thế đó, có một vị tỳ kheo tên là Phát Đế Giá. Cái vị này đó Đức Phật đã tiên dương là cái vị tỳ kheo sanh trong một gia đình cao quý nhất trong các hàng đệ tử tỳ kheo của Đức Phật. Tại vị này 500 kiếp liên tục sanh ra đời nào cũng làm vua do cái thiện nghiệp của vị này trong quá khứ. Và tới thời Đức Phật Gautama chúng ta, tức là Đức Phật Thích Ca đó, vị này cũng sanh lại làm người và là một vị vua. Và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp mới xuất gia đi tu, và không bao lâu vị này mới chứng được A-la-hán, lại bỏ tất cả phiền não tham sân si. Và bữa đó vị đó mới ngồi thiền chánh niệm, thì vị đó mới cảm thấy cái sự an lạc hạnh phúc, hưởng được cái sự an lạc của Niết Bàn. Thì các vị tỳ kheo khác ngồi kế bên thì mới nghĩ rằng cái vị tỳ kheo Phát Đi Giá này mơ tưởng lại cái thời xưa mình bên ngoài mình sống, mình là vua, mình hưởng trong các dục, cái gì cũng có. Thì các vị tỳ kheo này mới đi đến trình với Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài biết, nhưng mà Ngài vẫn kêu tỳ kheo Phát Đi Giá đến và hỏi, để nhân cái cơ hội này Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp. Thì Đức Thế Tôn Ngài hỏi có phải là như vậy hay không. Thì cái vị tỳ kheo Phát Đi Giá mới thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tuy rằng ở ngoài đời đó cái gì con cũng có cả, nhưng mà tâm con không được yên ổn, vì lúc nào con cũng sợ sệt, con sợ rằng những cái nước lân cận nó sẽ xâm chiếm và hại con, và lúc nào con đi đâu cũng có người bảo vệ, con sợ rằng những cái nịnh thần, những cái người ác sẽ hại con, nên tâm con không có được an ổn, con luôn luôn lo sợ. Là bây giờ con đã xuất gia sống trong giáo pháp của Đức Phật, con đã loại bỏ được tham sân si, nên con đã hưởng được cái hương vị của Niết Bàn. Và bây giờ con cảm thấy rất là an lạc hạnh phúc, nên con mới thốt lên rằng: ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay đó. Thì qua cái điển hình đó để chúng ta thấy rằng á, chúng ta sống á, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sống với tâm tham mà chúng ta có đầy đủ thì chúng ta nghĩ là như vậy là hạnh phúc. Các vị thấy rằng có những người á, tỷ phú ở trên thế giới này á, nhưng mà họ vẫn khổ đau. Chứ không phải là nhiều tiền, nhiều bạc, có địa vị cao gọi là hạnh phúc đâu. Khi nào chúng ta loại bỏ được tâm tham, chúng ta sống, chúng ta biết thiểu dục chi túc, tức là chúng ta có hạnh phúc. Nên ở đây đó, chúng ta tu tập á, là chúng ta phải nhận diện được cái bản chất của phiền não, tức là giặc nội tâm, mà nó đã hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta vô chùa chúng ta tu, nó cũng cho chúng ta ngồi yên chúng ta tu, nó cũng quậy phá chúng ta. Nên ở đây nó quậy phá không phải là chúng ta bực mình đối với nó, nhưng mà chúng ta nhận diện được cái bản chất của phiền não, là chúng ta quan sát để chúng ta nhìn một cái thái độ đúng đắn. Thì khi mà các vị tu tập á, các vị quán tâm tham á, thì nếu mà chúng ta là một cái hành giả tứ niệm xứ thực thụ á, thì ở đây sư chia sẻ thì người cư sĩ nào chúng ta nhận thức được thì chúng ta nhận thức, còn người cư sĩ nào chúng ta không nhận thức được thì thôi chúng ta không nên tìm kiếm. Nhưng mà những người cư sĩ nào chúng ta đã tu lâu rồi đó, chúng ta quán tâm á, thì chúng ta cố gắng để chúng ta khám phá. Vì tâm tham á, khi sanh khởi nó có ba cái đối tượng. Ba cái đối tượng này là bản chất của phiền não mà chúng ta phải cần nhận diện. Thứ nhất là cái trạng thái của tâm tham, tức là cái sự dính mắc. Các vị vừa lên bàn ăn, các vị thấy cái món ăn đó ngon là cái tâm các vị hướng tới đó, các vị thích thú.
Thì cái sự thích thú dính mắc đó thì nó không có qua cái tư tưởng, nó chưa qua tư tưởng. Thì khi đó chúng ta là một cái hành giả tứ niệm xứ đó, là khi đó chúng ta phải quan sát cái trạng thái dính mắc đó. Thì khi chúng ta quan sát trạng thái dính mắc đó, thì chúng ta hiểu rồi đó, thì cái cường độ nó sẽ giảm mà nó biến mất, nó không tạo ra tư tưởng. Còn nếu mà chúng ta đó chậm một bước, thì khi mà chúng ta chưa nhận diện được cái sự dính mắc đó, của cái tâm tham á, thì chúng ta phải nhận diện cái đối tượng thứ hai, tức là những cái tư tưởng mà do tâm tham tạo ra. Ngay giờ chúng ta vừa nhìn cái món đó chúng ta thích thì nó chưa qua tư tưởng, thì chúng ta chưa chánh niệm được cái nó tạo ra tư tưởng, thì cái những cái tư tưởng là cái bề mặt của cái tâm của chúng ta, và nó sẽ diễn, ta sẽ gấp món này nhiều một chút và ta sẽ ăn món này. Thì những cái tư tưởng đó, tức là do cái tâm tham nó tạo ra. Thì chúng ta thấy rằng trong lúc đó có hai đối tượng. Đối tượng tư tưởng của tâm tham nó thuộc về đối tượng rất là thô. Còn đối tượng mà cái trạng thái dính mắc nó vi tế. Cho nên đó, các vị hành thiền đó là sư kêu các vị phải nhìn tư tưởng này trong đó. Khi chúng ta nhìn được tư tưởng rồi đó, thì chúng ta mới thấy được cái sự dính mắc và nó kèm chung với nào. Thì chúng ta phải nhớ như vậy. Rồi cái đối tượng thứ ba, phiền não đó. Có những lúc đó, cái tâm tham chúng ta nó mạnh đó, thì nó có kèm theo cái cảm giác gọi là sự vui thích, tức là cái sự hưng phấn của nội tâm. Chẳng hạn giờ chúng ta nhìn cái món đó, chúng ta dính mắc, đó là trạng thái tâm tham. Thích thú là trạng thái tâm tham. Rồi khi đó những cái tư tưởng chúng ta nó suy diễn, thì đó là cái tư tưởng liên hệ đến tâm tham, gọi là dục tư duy. Thì có những lúc mà chúng ta vui, tâm chúng ta cảm thấy hưng phấn khi chúng ta được ăn cái món này, thì cái sự quan hỷ đó nó thuộc về cái cảm giác của tâm, thì nó cũng là cái dạng phiền não do cái tâm tham tạo ra, gọi là hỷ tham. Thì nếu chúng ta là một cái hành giả tứ niệm xứ thực thụ, chúng ta thấy một cái tiến trình của nó, trong lúc đó có ba cái đối tượng nó sanh khởi. Đó là cái trạng thái dính mắc của tâm tham, và cái tư tưởng do tâm tham tạo ra, và cái sự quan hỷ của tâm tham. Thì nếu mà những hành giả nào chúng ta tu tập niệm tâm á, chúng ta thấy được một tiến trình đó, thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ. Thì trong lúc mà chúng ta thấy được cái tư tưởng tâm tham và cái trạng thái tâm tham và cái sự quan hỷ của tâm tham, vậy trong lúc đó cái gì đang biết tâm, biết những cái đối tượng này, tức là có tâm. Thì chúng ta tu đến thời gian chúng ta thấy được cái thái độ mà chúng ta nhìn được cái tư tưởng liên hệ tâm tham, cái sự quan hỷ của tâm tham và cái sự dính mắc của tâm tham. Và trong lúc này chúng ta thấy chỉ có cái trạng thái tâm, tức là tâm này đang biết tâm kia thôi. Và khi mà chúng ta thấy được cái thái độ chúng ta đang nhìn đó, sau này đó, khi mà chúng ta vừa nhìn được cái tư tưởng tâm tham, cái trạng thái tâm tham mà cái sự quan hỷ tâm tham mà không biến mất á, thì trong lúc đó chúng ta biết rằng cái thái độ mình nó chưa đúng đắn. Chúng ta còn thấy được có những lúc thái độ không đúng đắn, chúng ta nhìn cái thái độ không đúng đắn, thì cái thái độ chúng ta nó sẽ quân bình lại. Và chúng ta thấy một cái tiến trình của bất thiện nó sẽ diệt. Nên chúng ta là cái người hành giả tứ niệm xứ đó, chúng ta tu tập mà chúng ta muốn đi sâu vào tâm linh để chúng ta thấy, để cái pháp hành chúng ta được sâu sắc, các tầng tuệ phát sanh đó, thì suy nghĩ chúng ta phải quan sát được như vậy, thì không bao lâu cái pháp hành của các vị nó sẽ nổi trội và vượt bậc. Nên chúng ta tu tứ niệm xứ đó, tại sao sư phải kêu các vị phải nhìn nhiều đối tượng? Tức là chúng ta tu tứ niệm xứ không phải là chúng ta chỉ an trú một cái đối tượng duy nhất, giống như là thiền định. Thiền định tức là chúng ta chỉ an trú vào một đối tượng duy nhất, chúng ta không còn biết những gì xung quanh. Và chúng ta đó tập trung một cách cao độ. Còn thiền tứ niệm xứ thì không phải vậy. Tức là thiền tứ niệm xứ để chúng ta mở rộng tâm, và chúng ta quan sát nhiều hiện tượng, tại sao này chúng ta thấy một cái tiến trình của danh và sắc nó đang vận hành theo một cách tự nhiên của nó, mà chúng ta chỉ có bổn phận chúng ta quan sát thôi. Chúng ta thấy được cái sự tác động của thân và tâm và cái sự liên hệ của nó, để tuệ chúng ta mỗi ngày, để chúng ta thấy được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của thân và tâm này. Chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta phát triển tuệ quán mà. Cho nên á, chúng ta tu tập á, thì chúng ta phải cần hiểu, chúng ta phải có thông tin đúng, rồi khi đó đó chúng ta tu tập, suy nghĩ rằng không bao lâu chúng ta sẽ tiến sâu vào cái phương pháp thực hành của mình.
À, khi chúng ta có niềm tin vững, chúng ta hiểu được như vậy đó, thì suy nghĩ các vị không thể nào chúng ta bỏ thiền được. Đó là cái bản chất phiền não thứ nhất. Thì hôm nay sư muốn chia sẻ về năm triền cái đó. Năm triền cái mà trong lúc mà các vị hành thiền đó, mà nó sanh khởi thì các vị biết để các vị quan sát. Sư nghĩ rằng cái bài pháp hôm nay sư chia sẻ đó, thì các vị phải cần cố gắng để ghi nhớ mà chúng ta quan sát trong lúc chúng ta hành thiền. Tại vì trong lúc mà chúng ta hành thiền thì có năm triền cái là nó sẽ chi phối các vị. Và trong lúc các vị biết rồi, các vị hành thiền, các vị phải nhận diện được cái bản chất phiền não và các vị phải quan sát như thế nào. Chúng ta quan sát được năm triền cái, tức là chúng ta chuyển qua chúng ta quán pháp. Rồi cái triền cái thứ hai á, gọi là săn độc cái. Tức là chúng ta ngồi á, thiền một lát á, thì có những lúc á, có những lúc tâm chúng ta có thái độ đúng đắn, tâm chúng ta được yên. Chúng ta được yên, chúng ta chánh niệm. Rồi một chút chúng ta thắt niệm, rồi chúng ta không có biết cách lấy ra chánh niệm, không có thái độ đúng đắn đó. Rồi tâm chúng ta nó dao động và làm chúng ta bị bức xúc. Bức xúc chúng ta bực mình, chúng ta bất mãn đối với những đối tượng đó và chúng ta chán ghét. Thì cái sự chán ghét, cái sự bực mình đó nó làm tâm chúng ta mỗi ngày nó sẽ dao động nhiều và có thể làm cho đầu chúng ta bị căng thẳng, mệt mỏi. Thì cái tâm mà bực mình đó, chán ghét, sợ hãi hay là phiền muộn rồi đó, âu lo đó, thì những cái tâm đó gọi là săn độc cái. Có những lúc mà cái suy nghĩ nó đến nhiều á, mà chúng ta không biết cách quan sát, tâm chúng ta chánh niệm còn yếu, chúng ta bực mình đối với suy nghĩ, chúng ta nói sao để suy nghĩ nó đến hoài. Hay là trong cái thời thiền này chúng ta cảm thấy chúng ta bực mình, chúng ta nói rằng mình ngồi không có được yên ổn, không có được tốt đẹp á, thì đó là cái tâm săn, gọi là săn độc cái. Hay là chúng ta đang chánh niệm quan sát một cách rất là khách quan, thoải mái, nghiêng cái tư tưởng, nó nhớ nghĩ về cái những cái người nào đó mà chúng ta không có quan hỷ với họ, nghiêng cái tâm chúng ta bực mình thôi. Hay là chúng ta nhớ lại những cái cảnh gì trong quá khứ đó, có những cái hoàn cảnh nó xảy ra không tốt, nghiêng cái tâm chúng ta nhớ cái đó, tâm chúng ta bực mình, nó làm bắt đầu tâm chúng ta dao động, gọi là săn độc cái. Tức là nó làm cho mình bị nóng nảy về cái tâm của chúng ta. Và chúng ta bị tâm săn độc cái mà nó chi phối thì chúng ta không có an ổn để chúng ta hành thiền được. Và cái tâm này nó cũng hại chúng ta và nó sẽ phá chúng ta rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không có sự nhẫn nại, chúng ta không có biết cách quan sát thì chúng ta sẽ bị những cái phiền não gọi là giặc ma nội tâm, tức là săn tâm, gọi là săn độc cái, nó sẽ điều xử các vị và nó sẽ xui khiến các vị, nó sẽ sai sử các vị và những cái hành động, lời nói và tư tưởng là đưa đến khổ mình, khổ người. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập, Đức Phật dạy cho chúng ta một cái phương pháp rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thực hành. Khi vị tỳ kheo có săn, biết rõ rằng tâm đang có săn. Vì chúng ta đó là phàm phu, chúng ta chưa gặp được giáo pháp, phần lớn là chúng ta sống với tâm sân này. Thì ở đây đó, nói chung ở đây trong hội chúng chúng ta đó, ai cũng có tâm sân cả. Người nào cũng có tâm sân cả, nhưng mà cái người thì nhiều, cái người ít thôi. Nhưng mà ai cũng có cả. Nhưng mà chúng ta đó, phải có một cái giải pháp, chúng ta phải có một cái phương pháp để chúng ta thanh lọc cái tâm sân của chúng ta. Thật sự ra đó, trong đời sống của chúng ta đó, không phải lúc nào nó cũng thuận duyên. Có những lúc thì những cái nghịch cảnh nó đến, và trong đời sống của chúng ta đó, những cái ác nghiệp mà nó cho quả thì nó sẽ đưa đến cho chúng ta những cái điều bất hạnh. Nếu mà chúng ta không có tu tập, chúng ta phát triển cái tâm sân này, thì sau này chúng ta sẽ trở thành con người đa sân. Và cái phiền não ma đó, tức là cái dạng gọi là sân độc cái đó, thì sư sẽ nói về cái sự nguy hiểm của nó cho các Phật tử chúng ta hiểu, để sau này chúng ta phải cần nhận diện để quan sát trong đời sống của mình. Khi mà các vị đến chùa, các vị tu tập trong 10 ngày đó, thì ra đời sống các vị cũng phải cố gắng để chúng ta nhẫn nại và chúng ta biết cách để quan sát tâm sân. Ở đời này chúng sanh mà cầm dao để giết người đó, đó là cái bản chất tâm gì nó xui khiến? Đó là tâm sân. Khi mà chúng ta có tâm từ, chúng ta không thể nào giết người được.
Và ở đây chúng ta phải nhớ rằng có những lúc mà chúng ta có thể cầm cây, chúng ta đánh vào người khác, chúng ta không có lòng thương xót, đó là tâm gì? À, tâm sân. Có những lúc mà chúng ta có những cái tư tưởng mà hận thù, muốn hại người khác, đó là tâm gì? Đó là tâm sân. Chúng ta có tâm từ thì chúng ta không có những cái tư tưởng và hành động như vậy. Và có những lúc mà chúng ta có những cái lời nói phỉ nhục người khác hay là chửi mắng người khác, đó là cũng do cái tâm sân nó điều xử. Thì chúng ta thấy rằng á, xưa giờ đó, trong luân hồi vô lượng kiếp á, chúng ta cũng bị cái phiền não gọi là sân tâm này nè, tức là sân độc cái là nó sẽ điều xử chúng ta. Và có thể chúng ta giết người, chúng ta đánh đập chúng sanh khác, chúng ta làm chúng sanh khác phải nước mắt đầy mặt, và chúng ta phải luân hồi, và chúng ta phải đau khổ trong bốn cái cảnh giới, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Để đời này chúng ta thấy những người mà họ hung ác, ác độc, hung dữ, tàn bạo, đó là do cái tâm sân nó điều xử và nó sai xử chúng sanh này. Nên chúng ta tu tập, chúng ta phải hiểu được cái sự nguy hiểm của tâm sân. Và trong lúc mà các vị đó nổi nóng, các vị bực mình, các vị sân hận, hay các vị thân, các vị có thể đánh đập người khác hay chửi mắng người khác, hay là cái tư tưởng muốn hại người khác, các vị chỉ sanh khởi trong tâm cỡ khoảng chừng một phút thôi. Khi nãy sư có nói đó, một búng tay như vậy đó có nhiều tỷ tâm sanh diệt, thì trong một phút như vậy nó tạo ra biết bao nhiêu tỷ tâm, chúng ta không thể nào tính đếm được. Nó tạo ra vô số tỷ tâm quả, mà mỗi tâm quả như vậy nó sẽ làm một kiếp tái sanh. Và khi mà cái tâm sân mà nó tạo nghiệp ra, nó sẵn sanh ra cái tâm quả, mà tâm quả làm thức chúng ta đi tái sanh đó, thì chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới địa ngục. Tại vì trong cảnh giới địa ngục thì chúng sanh lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, bực mình, do trong cảnh giới đó bị lửa thiêu, hay là ở trong những cái hầm băng giá, hay là bị quỷ sứ nó hành hình, thì đau đớn thì lúc nào cũng khởi tâm sân hết. Thì khi chúng ta sống tâm sân á, thì tức là chúng ta đang sống trong cảnh địa ngục trần gian, và sau khi chúng ta chết chúng ta phải tương ưng với cảnh giới địa ngục, tức là nhân nào quả đó. Chúng ta khởi tâm sân thì chúng ta gieo cái nhân địa ngục, và sau khi chết chúng ta phải đi vào cảnh giới địa ngục. Và chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta có tâm sân, có thể là chúng ta sẽ hại người khác một cách dễ dàng. Tại khi mà chúng ta khởi tâm sân lên, chúng ta cỡ đó không còn trí tuệ nữa. Trong đời sống của chúng ta đó, các vị thấy có những người chúng ta bình thường, chúng ta đối xử họ tử tế, chúng ta thương yêu họ. Khi mà chúng ta nóng giận, chúng ta bực mình lên, có thể chúng ta chửi họ, hay là có thể chúng ta hại người đó. Tại khi mà cái tâm sân nó sanh khởi thì nó rất là ngu si. Cái người đã từng giúp đỡ mình rồi, trong những cái hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà có những lúc đó, người ta làm trái ý chúng ta chút xíu rồi chúng ta khởi cái tâm sân lên, có thể chúng ta muốn hại người đó, hoặc là chúng ta đi nói xấu người đó, hay chúng ta hạ bệ người đó, thì chúng ta thấy cái bản sắc tâm sân nó nguy hiểm. Thì tâm sân á, mà nó sanh khởi, nó điều xử chúng ta, thì thân chúng ta làm ác, miệng chúng ta nói ác, và ý chúng ta nghĩ ác. Thì đó là sư nói về cái sự nguy hiểm cái tâm sân mà nó tạo ra trong đời sống của chúng ta. Trong gia đình chúng ta đó, sống không được an ổn, vợ chồng cãi lộn với nhau, chồng đánh đập vợ, vợ chửi chồng á, anh em không có hòa thuận, đánh lộn với nhau, bực mình đối với nhau, hiềm hận đối với nhau, hận thù đối với nhau, cũng do tâm sân. Thì khi mà chúng ta tu tập tới niệm xứ đó, khi mà chúng ta hiểu được cái sự nguy hiểm của tâm sân á, nó hại chúng ta trong đời này và hại trong đời sau, thì bây giờ Đức Phật dạy đó, chúng ta phải tu tập như thế nào? Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có sân, biết rằng tâm đang có sân. Tại vì xưa kia chúng ta không có tu tập, khi tâm sân sinh khởi chúng ta sẽ đồng hóa với tâm sân, chúng ta với tâm sân là một. Và bắt đầu chúng ta sẽ bảo vệ nó, và từ cái lời nói, hành động và tư tưởng chúng ta phát triển. Chúng ta phát triển tâm sân mỗi ngày nó sẽ lớn mạnh và nó bùng phát. Và có thể những cái hành động chúng ta nó nguy hiểm vô cùng.
Chúng ta mới sanh ra đó, không phải là chúng ta là cái người đa sân, không phải là cái người nóng giận nhiều, nhưng mà chúng ta không có tu tập, chúng ta sống trong đời sống này, mỗi chút á, những gì trái ý bắt đầu chúng ta bực mình, mỗi gì có những chuyện gì đến á, mà không có hài lòng chúng ta khó chịu, chúng ta cứ nung núc, chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta phát triển cái tâm sân đó, sau này chúng ta trở thành người đa sân. Có những người chúng ta thấy rằng trước kia chúng ta gặp họ đó, thì thấy họ cũng vui vẻ, không có gì, nhưng cỡ khoảng vài năm sau chúng ta gặp lại họ, thấy họ dễ bực mình, cào cấu và dễ tức giận. Chúng sanh này tức là nuôi dưỡng cái tâm sân, phát triển tâm sân. Hiện giờ chúng ta hiểu được chánh pháp, lời dạy của Đức Phật rồi, khi mà tâm sân sanh khởi, chúng ta không có đồng hóa với nó nữa, chúng ta không có nuôi dưỡng nó nữa, và chúng ta không có để cho nó điều xử chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta nhận thức được phiền não, nhận thức được giặc nội tâm, tức là tâm sân, thì đang tâm sân sanh khởi, chúng ta dùng chánh niệm một cách thái độ đúng đắn, chúng ta quan sát, chúng ta lấy tâm sân làm đối tượng. Tại vì các vị quan sát hơi thở, các vị ghi nhận tiếng động, các vị ghi nhận phòng xẹp, các vị quan sát suy nghĩ, bây giờ chúng ta lấy tâm sân làm đối tượng, chúng ta quan sát. Khi tâm sân sanh khởi đó, thì chúng ta cũng phải cần có một cái thái độ đúng đắn để chúng ta quan sát. Thì chúng ta đó cũng rơi vào hai cái cực đoan mà ở đây chúng ta thường vấp phải. Sư muốn chia sẻ cho người cư sĩ chúng ta biết để chúng ta không có vấp phải hai cực đoan này nữa. Thứ nhất là khi tâm sân sanh khởi, chúng ta không có sự tinh tấn để chúng ta quan sát và chúng ta đồng hóa với tâm sân, để chúng ta nuôi dưỡng nó và nó sai sử chúng ta, mỗi ngày chúng ta trở thành con người đa sân. Đó là một cái cực đoan. Cái cực đoan thứ hai đó, khi chúng ta đã biết tu tập rồi, biết tu tập trong giáo pháp của Đức Phật rồi, nhưng mà tâm sân sanh khởi thì chúng ta lại bực mình đối với tâm sân, rồi chúng ta bất mãn với tâm sân, rồi chúng ta tự trách mình, rồi làm cho cái phiền não nó càng tăng, nó càng lớn mạnh và chúng ta không được an ổn. Tại vì khi tâm sân sanh khởi đó, chúng ta là cái người tu tập tứ niệm xứ đó, mà tâm sân sanh khởi mà chúng ta lại bực mình đối với nó đó, tức là chúng ta sử dụng tâm sân này để chúng ta xua đuổi tâm sân khác, tức là chúng ta phát triển phiền não. Và khi tâm sân sanh khởi, chúng ta nghĩ rằng cái tâm sân này của tôi là người cư sĩ, cái tâm sân này đến với tôi hoài. Thì khi mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm sân này của chúng ta, tức là chúng ta có tà kiến, tức là chúng ta phát triển cái phiền não tiếp. Phiền não đó, mà khi mà chúng ta nghĩ nó là mình đó, thì cái phiền não nó sẽ lớn. Các vị đang sân mà các vị nghĩ rằng cái tâm sân này của các vị đó, thì tâm sân nó càng bộc phát, càng lớn mạnh. Như vậy là cái cực đoan thứ hai. Thì giờ chúng ta tu tập đó, là gì? Tức là chúng ta không rơi vào hai cực đoan, tức là không có đồng hóa với tâm sân nữa, không bị tâm sân sai sử nữa, và chúng ta không có ghét bỏ tâm sân. Tại chúng ta là phàm thì chúng ta phải có sân chứ. Nhưng mà giờ chúng ta đã hiểu được lời Đức Phật dạy rồi. Khi tâm sân có mặt, chúng ta nhận diện được tâm sân và chúng ta quan sát tâm sân. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ rằng tâm đang có sân, thì trong lúc này chỉ có tâm sân thôi. Chúng ta phải có sự hiểu biết, có thái độ đúng đắn, chúng ta phải chấp nhận tâm sân. Và chúng ta hiểu đây cũng là hiện tượng, là đối tượng để giúp cho ta trải nghiệm và quan sát để hiểu biết. Ở trong lúc này đâu, cái tâm sân đó đâu phải là của chúng ta. Nếu mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm sân này của tôi đó, tức là chúng ta có tà kiến, thì cái tà kiến nó làm cho tâm sân nó sẽ lớn mạnh. Hiện giờ chúng ta tu tập á, suy nghĩ rằng á, khi tâm sân sanh khởi á, chúng ta phải có thái độ đúng đắn. Chúng ta nghĩ rằng tâm sân này cũng là cái hiện tượng đối tượng để giúp mình trải nghiệm, nên chúng ta quan sát. Chúng ta quan sát là chúng ta thấy được cái cường độ nó sẽ giảm xuống như thế nào, nó yếu dần như thế nào và nó biến mất như thế nào. Nó giúp cho chúng ta có chánh niệm, giúp cho chúng ta có sự định tâm và giúp cho chúng ta có trí tuệ hiểu biết về cái bản chất của bất thiện. Thì nói chung á, ở đây thì tất cả chúng ta ai cũng có tâm sân cả. Chúng ta còn phàm mà. Giờ khi chúng ta chứng A-la-hàm, chúng ta mới diệt hoàn toàn tâm sân. Nhưng mà chúng ta mỗi người có tâm sân nhiều hoặc tâm sân ít tùy theo cái nghiệp chúng ta tạo. Chúng ta tu rồi chúng ta phải chấp nhận những cái đó. Nếu chúng ta còn phàm thì chúng ta không có nói chuyện trên mây, không có nói chuyện giống như là những bậc thánh A-la-hán. Giống như giờ các vị bị bệnh đi, trong cơ thể các vị nhiều bệnh,
Hãy nhờ các vị đến gặp một cái bác sĩ giỏi, thầy thuốc hay, người ta bắt mạch hay người ta khám bệnh cho các vị, người ta biết bệnh của các vị, người ta chỉ ra. Thì những bác sĩ đó mới được gọi là bác sĩ giỏi. Mà người ta chỉ ra cái bệnh mình đừng có buồn. Bác sĩ mà chỉ ra bệnh cho mình rồi đó, thì biết được bệnh rồi, chúng ta về chúng ta mua thuốc, chúng ta uống chúng ta mới hết bệnh chứ. Thì chúng ta còn phàm á, thì chúng ta còn đầy dễ phiền não, tham sân si. Thì bây giờ chúng ta đến giáo pháp Đức Phật là chúng ta phải nhận diện được phiền não. Khi chúng ta nhận diện được phiền não rồi, chúng ta giải tỏa được phiền não thì chúng ta hết phiền não. Thì cái đó chúng ta trở thành thánh là tự chúng ta biết. Khi mà chúng ta trở thành thánh là chúng ta không cần nói người khác biết. Và khi mà chúng ta có sự kinh nghiệm rồi, chúng ta cũng cần nói cho người khác biết. Tự mình trải nghiệm mình biết như thế nào. Và bây giờ chúng ta còn đầy dẫy phiền não thì chúng ta phải nhận diện được phiền não. Ví dụ giờ sư cho các vị một ví dụ. Các vị ngồi ở nhà đó, các vị thấy có rắn độc nó bò vào nhà. À, khi mà các vị thấy được rắn độc bò vào nhà thì các vị sẽ đề phòng. Và các vị sẽ biết nó sẽ nằm ở vị trí nào, và các vị sẽ tìm mọi cách để các vị bắt nó quăng ra ngoài. Thì rắn độc không có ở trong nhà mình và nó không có cắn mình, và mình không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn bây giờ rắn độc bò vào nhà các vị mà các vị không biết. Các vị không biết thì suy nghĩ thế nào chúng ta cũng đạp nó hoặc nó cắn chúng ta chết. Thường như thế nào cũng vậy. Ngày xưa giờ đó, chúng ta sống với tham sân si, nhưng mà chúng ta không có biết rằng mình đang sống với tham sân si. Chúng ta cho tham sân si là tự ngã của mình để chúng ta phát triển. Giống như rắn độc mà chúng ta bò vô nhà, chúng ta lại không biết đó, nó cắn chúng ta. Và bây giờ chúng ta tu tập thì chúng ta nhận diện được phiền não đó, cũng giống như mà chúng ta ngồi trong nhà, khi mà nào chúng ta thấy rắn độc bò vào nhà đó là chúng ta biết nó và chúng ta có cái phương pháp để bắt nó rồi. Để chúng ta bắt nó, chúng ta dục ra ngoài. Hiện giờ chúng ta tu là chúng ta phải nhận diện được phiền não và chúng ta có phương pháp để loại trừ phiền não. Hai cái đó là quan trọng nhất. Cho nên đó, khi mà tâm sân sanh khởi đó, thì chúng ta phải có thái độ đúng đắn, chúng ta chấp nhận cái tâm sân. Và thứ hai là chúng ta biết tâm sân cũng là đối tượng để giúp cho ta học hỏi và quan sát. Thì chúng ta là cái người tu tập đó, tâm sân thì cũng có ba đối tượng. Thì đây sư chỉ đó, thì người cư sĩ nào chúng ta quan sát được, chúng ta quan sát nhưng chúng ta không có tìm kiếm. Và nếu mà sau này các vị tu lâu rồi đó, thì sư nghĩ các vị sẽ trải nghiệm được. Và những người cư sĩ nào chúng ta tu lâu thì chúng ta nên khám phá để chúng ta thấy được một cái tiến trình của phiền não nó đang tiến triển. Thì khi tâm sân sanh khởi, thứ nhất là cái sự bất an, cái sự nóng nảy của tâm sân. Đó là đối tượng thứ nhất. Cái đối tượng thứ hai là cái tư tưởng mà liên hệ tới tâm sân do tâm sân tạo ra. Cái đối tượng thứ ba đó, tức là cái sự u buồn của tâm sân, tức là cái u buồn này cũng do tâm sân nó tạo ra. Hiện giờ xin cho các vị một ví dụ. Khi mà chúng ta vừa gặp cái người mà chúng ta không quan hỷ với họ, chúng ta ghét họ đó, chúng ta vừa thấy họ trước mặt, cái tâm chúng ta nó phản ứng liền, bức xúc liền. Thì cái sự bức xúc đó các vị thấy nó chưa qua tư tưởng, vừa nhìn cái là tâm mình nó dị ứng liền, bức xúc liền. Thì nếu mà chúng ta là cái người tu tập tứ niệm xứ đó, điêu luyện, nó vừa phản ứng cái là chúng ta phải quan sát liền. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự bức xúc, cái sự phản ứng đó, thì chúng ta hiểu cái thiện nó mắc là nó có qua tư tưởng. Còn nếu mà chúng ta chưa thấy được cái sự bức xúc, cái sự khó chịu đó, bắt đầu cái tâm sân này nè, cái sự bức xúc này nó sẽ tạo ra tư tưởng. Và tư tưởng này bắt đầu nó sanh khởi, nó nghĩ rằng cái người này đã từng chửi ta, cái người này đã từng hại ta, cái người này đã từng nói xấu ta, và cái người này là cái người không tốt. Tức là cái tư tưởng này, tức là do cái tâm sân nó tạo ra. Thì bây giờ nếu mà chúng ta chưa đủ trình độ, chúng ta thấy được cái sự bức xúc tâm sân đó, thì chúng ta phải thấy được cái tư tưởng do tâm sân tạo ra. Thì cái tư tưởng do tâm sân tạo ra thì thấy nó thô, tức là chúng ta phải quan sát cái tư tưởng đó. Thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy được tư tưởng, chúng ta thấy được sự bức xúc của tâm sân đó, thì như vậy tức là chúng ta có cái chánh niệm sắc bén rồi. Thì mỗi cái tâm sân sanh khởi các vị thấy đó, nó luôn kèm thêm cái nỗi buồn. Có khi nào mà các vị bực mình lên các vị vui không?
Không thể nào khi mà tâm sân sanh khởi chúng ta vui được. Thì khi nào mà chúng ta bực mình, chúng ta khó chịu, nó luôn luôn kèm theo cái nỗi buồn. Thì chúng ta là cái hành giả tứ niệm xứ đó, chúng ta thấy được cái nỗi buồn nè, chúng ta thấy được cái sự bức xúc nè, nóng nảy của tâm sân và cái tư tưởng tạo ra tâm sân. Thì khi mà chúng ta thấy được một cái tiến trình của phiền não đó, thì như vậy nó không thể chi phối chúng ta được. Có những lúc các vị quan sát, các vị thấy rằng cái tư tưởng chúng ta nhớ nghĩ tới người nào đó, tâm chúng ta cảm thấy bực mình, chúng ta quan sát cái tư tưởng này nó cứ lặp tới lặp lui hoài mà nó không mắc. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta chưa thấy được cái sự bức xúc, cái bản chất vi tế của sự nóng đốt của tâm sân. Là chúng ta chưa thấy được cái nỗi buồn của tâm sân. Nên khi mà chúng ta nhìn được một cái tiến trình của nó thì nó lập tức phiền não bị chúng ta phát giác hết rồi thì nó sẽ biến mất. Giống như kẻ trộm mà nó đi vào nhà chúng ta đó, chúng ta không phát hiện được nó sẽ lấy đồ. Và khi mà chúng ta phát hiện được thì nó sẽ bỏ chạy. Thì như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập á, chúng ta quan sát một cái tiến trình, tức là khi tâm sân sanh khởi nó có cái sự bức xúc này, và cái tư tưởng nè, cái sự u buồn, và chúng ta chánh niệm sắc bén hơn nữa đó, là chúng ta thấy một cái thái độ, cái tâm chúng ta đang biết những cái hiện tượng đó. Thì khi mà chúng ta thấy, chúng ta kiểm tra thái độ nữa đó, khi mà tâm sân chúng ta quan sát không mắc á, có những suy nghĩ rằng có những lúc tâm sân mà sanh khởi, các vị quan sát mắt á, thì nó có những cái nguyên nhân đúng đắn. Thứ nhất là có thể là cái thái độ chúng ta đúng đắn nên tâm sân nó mất. Thứ hai nữa đó, là khi đó định niệm chúng ta mạnh thì tâm sân nó sẽ biến mất. Và thứ ba nữa, chúng ta có sự hiểu biết thì tâm sân nó cũng biến mất. Thì có những trường hợp á, chúng ta quan sát tâm sân mà chúng ta thấy rằng á, giống như có những người họ trình với sư đó, họ nói là khi con nhìn tâm sân nó nhìn lại, niệm bắt đầu nó mắc là cuốn hút vô tâm sân và tâm sân nó sẽ gia tăng. Và trong những trường hợp có một số người đó, họ nhìn tâm sân nó không mắc được. Thì đây đó, chúng ta quan sát tâm sân đó, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải có thái độ đúng đắn. Giống như tâm sân đang sanh khởi đó, giống như sư nói ví dụ thôi, chúng ta giống như chúng ta lùi là một bước vậy đó. Giống như chúng ta đứng ở ngoài để chúng ta quan sát nó vậy đó. Với thái độ khách quan. Với thái độ khách quan và chúng ta cũng phải cần biết rằng nó cũng là hiện tượng, là đối tượng để giúp ta trải nghiệm, học hỏi, chứ không phải là tu tứ niệm xứ để chúng ta chặt đứt nó hay là chúng ta bất mãn đối với nó. Tại tứ niệm xứ là cho dù thiện hay bất thiện là chúng ta cũng phải trải nghiệm để chúng ta ghi nhận, để chúng ta hiểu được cái thực tánh của pháp. Khi mà tâm sân sanh khởi đó, chúng ta chấp nhận, chúng ta ghi nhận đó, chúng ta thấy được cái sự nóng đốt của tâm sân, cái sự bất an của tâm sân. Và khi mà chúng ta ghi nhận cái sự bất an của tâm sân rồi đó, chúng ta thấy cái sự tác động của nó và đến cái thân của chúng ta như thế nào. Khi đó chúng ta có chánh niệm sắc bén ấy, chúng ta thấy được cái tim chúng ta bắt đầu nó đập mạnh hơn bình thường, đầu thần kinh chúng ta nó hơi căng một chút. Và khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy một cái tiến trình như vậy đó, sau này đó, do cái tuệ chúng ta hiểu nó là khổ. Chúng ta hiểu nó là khổ nên chúng ta không có dạ gì chúng ta sống mà để chúng ta hận thù, để chúng ta để những cái sự ganh ghét hay là cái sự bức xúc trong tâm mình cả. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã quan sát, chúng ta thấy được cái sự khổ đau của nó rồi. Giống như mà chúng ta uống thuốc độc á, thì chúng ta thấy không có gì gọi là tốt đẹp cả. Thì đây đó, chúng ta tu tập á, chúng ta muốn cho cái tâm sân nó mất á, thì thứ nhất là chúng ta phải chấp nhận nó bằng cái thái độ đúng đắn. Là khi đó chúng ta quan sát nó, chúng ta quan sát, nếu mà nó không mắc thì chúng ta chịu khó, chúng ta kiểm tra cái thái độ của mình lại. Rồi có thể chúng ta sử dụng chánh tư duy thêm, cái tâm sân này chỉ là đối tượng thôi, không có gì bất mãn đối với nó cả, và để cho nó diễn hành, để mình có, mình quan sát, mình học hỏi, để mong nó biến mất làm chi. Bây giờ các vị không quan sát tâm sân thì các vị phải quan sát những tâm khác, các vị phải quan sát những đối tượng khác. Thì giờ nó có đối tượng sẵn rồi, khỏi đi kiếm, khỏi đi kiếm đối tượng nữa. Có tâm sân có mặt, quan sát tâm sân, cái diễn tiến của nó, sự thay đổi của nó, cái cường độ của nó, sự biến nắm mắt của nó. Các vị cứ quan sát nhiều lần á, thì cái sự kinh nghiệm của các vị và cái sự hiểu của các vị nó càng sâu sắc. Chúng ta đi học, giống như chúng ta đi học vi tính vậy đó. Mới đầu thì chúng ta biết thì nó rất là ít, nhưng các vị học
nhiều á, thì các vị sẽ hiểu được nó sâu hơn cái sự trải nghiệm của các vị. Thì như thế nào cũng vậy, tâm sân mà sanh khởi chúng ta quan sát nhiều lần đó, thì chúng ta sẽ trải nghiệm và chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất đó. Thì chúng ta là cái một người tu tập tứ niệm xứ đó, khi chúng ta quan sát tâm sân đó, thì chúng ta phải nhận thức được ba cái đối tượng, đó là cái tư tưởng của tâm sân và cái sự bất an của tâm sân và cái sự u buồn của tâm sân. Nếu mà chúng ta là cái hành giả tu tứ niệm xứ, thực thụ chánh niệm chúng ta sắc bén á, thì chúng ta phải quan sát như vậy và chúng ta luôn kiểm tra cái thái độ chúng ta. Và khi mà chúng ta thấy được cái thái độ, chúng ta biết những cái hiện tượng đó, sau này tuệ nó sanh lên, nó thấy rằng chỉ có tâm đang biết những cái hiện tượng đó thôi, tức là tâm này đang biết tâm kia. Trong lúc này cũng không phải là tôi đang biết nữa. Không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị. Đó là cái phiền não thứ hai, đó gọi là sân độc cái. Mà trong lúc mà chúng ta hành thiền đó, chúng ta thấy rằng nó ưa phái động chúng ta. Nên sau này, sau khi mà chúng ta hành thiền á, khi nào chúng ta cảm thấy bức xúc, khó chịu á, là chúng ta hết sức là thư giãn. Hết sức thì thư giãn thân tâm ra. Và cái đó chúng ta mới lấy cái tâm sân, cái sự bức xúc đó, cái sự khó chịu đó, chúng ta phải chấp nhận nó. Tại trong lúc đó mà chúng ta muốn cho nó hết, là tức là chúng ta muốn cho nó hết như vậy, tức là chúng ta sử dụng tâm sân này để chúng ta tiêu diệt tâm sân khác, thì nó đâu có hết được. Thì chúng ta sẽ làm cho cái phiền não tâm sân nó càng lớn. Thì giờ chúng ta phải có sự khôn ngoan khéo léo. Thứ nhất là chúng ta tác ý đây cũng là đối tượng để giúp ta trải nghiệm, để học hỏi cái bản chất của nó. Thì chúng ta với cái thái độ chấp nhận, quan sát bình yên, thoải mái đó, thì các vị sẽ hiểu được tâm sân và tâm sân sẽ biến mất. Và khi mà tâm sân biến mất là chúng ta có sự hiểu biết nữa. Đó là chúng ta tu tập đúng với cái phương pháp tứ niệm xứ. Cho nên nó sẽ thấy rằng ngay sân độc cái và tham độc cái đó, chúng ta thấy hai cái phiền não này nó cũng làm chúng ta mệt mỏi lắm. Rồi thứ ba đó, cái phiền não thứ ba đó mà nó phá chúng ta đó, giặt nội tâm đó là gì? Tức là chào hối cái. Chúng ta ngồi một chút, bắt đầu đang chánh niệm, hơi thở vào, hơi thở ra, phòng xẹp, quan sát cái đau, cái suy nghĩ nó đến. Suy nghĩ hết chuyện này chuyện kia. Hay là chúng ta nhớ lại những cái chuyện mà quá khứ mà chúng ta đã từng lỗi lầm đó, bắt đầu nó nghĩ tới cái đó, làm cho tâm chúng ta bất an, dao động mạnh. Hay là chúng ta đang ngồi cái nó nghĩ lại. Ngày xưa phải biết vậy mình đi làm cái này, mình biết vậy mình đi làm cái kia. Hay là phải mình biết mình đi hành thiền sớm thì tốt quá. Thì những cái tâm phiền não của mình á, tức là nó sẽ làm đủ cách để cho chúng ta dao động. Chứ kể cho các vị nghe, có lần á, sư ở bên Miến Điện sư tu thiền á, thì khi đó tâm nó rất là yên ổn, rất là thoải mái. Thì khi mà mình tâm mình yên ổn á, thì mình sẽ chánh niệm rất là sắc bén. Khi mà bất thiện sanh khởi là quan sát được liền. Thế bắt đầu cái phiền não nó rất là tinh ma. Tức là khi mà bất thiện mình đã canh phòng nó được rồi, nó sanh khởi mình quan sát, thì nó không có thể dẫn dắt được, tại mình đã có chánh niệm, mình đề phòng rồi. Bắt đầu nó mới giả ra cái người tốt vậy đó. Thì trong tâm sư mới nói rằng mình biết cái phương pháp này, tại sao mình không đi về Việt Nam mình hướng dẫn cho người khác để cho người ta tu. Thì khi mà nghĩ như vậy đó, thì cái đó mình không có cảnh giác, tưởng đó là tốt là thiện mà. Bắt đầu cái suy nghĩ cái đó làm cái tâm sư bị thất niệm, bị dao động. Thì chúng ta thấy rằng cái phiền não chúng ta rất là tinh ma. Nên đó, nếu mà sư là cái người hiểu á, thì trong lúc đó những cái tư tưởng đó mà sư quan sát luôn á, sư hiểu cái bản chất nó thì nó sẽ biến mất và tâm sư an trú vào chánh niệm, sư đâu bị dao động đâu. Nên chúng ta phải nhớ rằng á, cái phiền não của chúng ta nó đa dạng, nó vi tế lắm. Có những lúc mà chúng ta đang tu tốt vậy đó, mà nó nghĩ chuyện này chuyện kia, phải giúp đỡ người này, phải đi bố thí, phải đi làm từ thiện, trong lúc đó cũng là dạng là phiền não nó lừa chúng ta. Tức là nếu mà không nghĩ vậy, tâm chúng ta nó đâu có dao động. Vì nó diễn đạt ra, nó làm giống như cái người tốt vậy đó, để chúng ta chạy theo cái tư tưởng đó, để chúng ta thất niệm. Tại vì chúng ta tu tập đến giai đoạn cái cảnh giác chúng ta cao á, những bất thiện sanh khởi là chúng ta quan sát là nó sẽ yếu dần và nó biến mất, nó không có cơ hội sanh khởi. Thì bắt đầu nó sẽ giả ra một cái giai tuần khác, nó giả ra người tốt, mình phải giúp người này, mình phải làm lợi ích cho người kia. Và trong lúc mình đang hành thiền mà tại sao mình không chánh niệm?
Mình suy nghĩ những chuyện này thì thôi, nó làm cho mình dao động. Còn khi mình suy nghĩ mình muốn giúp người này người kia là cái lúc khác, chứ không phải trong lúc mình đang ngồi thiền. Bởi trong lúc ngồi thiền các vị đừng có suy nghĩ cái gì cả. Cho dù các vị nghĩ ngày mai mình đi làm phước, ngày mai mình phải cúng dường gia tăng, cái đó mình cũng bỏ qua. Mình quan sát, mình buông liền, không có chạy theo nó. Còn các vị đang ngồi thiền, các vị nghĩ trong đầu hôm mai mình sẽ làm phước cúng dường đến chư tăng, ngày mai mình phải làm cái gì, bắt đầu nó suy diễn các vị trong nguyên cái thời thiền, các vị bị phóng túng. Mà các vị vừa nghĩ thiện đó một lát thôi, bắt đầu nó chuyển qua bất thiện, mà các vị cứ chạy theo. Thì cái phiền não thứ ba gọi là chào hỏi cái. Thì giờ chúng ta tu tập á, thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất của phiền não. Thì ở đây đó, chúng ta không có tu tập thì chúng ta cũng bị rơi vào hai cái cực đoan. Một á, thì có những lúc mà những cái chào hỏi cái này nè, những cái tư tưởng này nó sanh khởi là chúng ta đồng quá, là chúng ta cứ mệt mỏi rồi chúng ta bị nó sai sử đó. Có những lúc thì chúng ta nghĩ về quá khứ rồi chúng ta nhớ lại những cái chuyện lỗi lầm xưa kia mình đã làm, bắt đầu cái mình cũng buồn, mình khổ. Là những chuyện đã qua rồi chúng ta nghĩ là làm chi, bất thiện chi. Là chúng ta cứ chạy theo nó, chúng ta cứ tưởng tới rồi chúng ta cứ khổ hoài, hành hạ cái thân tâm chúng ta. Tại vì suy nghĩ là con người mình á, chưa biết về Phật Pháp thì ai cũng có lỗi lầm cả. Mà khi chúng ta biết về Phật Pháp là chúng ta bỏ những điều ác, chúng ta làm điều lành, thì chúng ta đừng có nghĩ tới những điều xấu quá khứ nữa. Thì có những người sư thấy là cứ nghĩ tới những cái lỗi lầm quá khứ rồi cứ ngồi đó buồn rồi khóc, đó là bất thiện mà. Tại sao chúng ta không nghĩ tới điều thiện mà chúng ta lại nghĩ tới điều bất thiện? Thì đây là gọi là những cái phiền não. Mà trong lúc chúng ta hành thiền mà chúng ta cứ nghĩ tới những cái chuyện đó là làm tâm chúng ta dao động. Rồi có những lúc á, chúng ta ngồi đó, chúng ta nghĩ lung tung. Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy mà chúng ta bị đồng quá với nó sai sử chúng ta đó, đó là một cái cực đoan chúng ta phải cần bỏ. Rồi cái thứ hai nữa đó, khi mà chúng ta hành thiền á, thì những cái đó nó đến là bắt đầu chúng ta lại chối bỏ, chúng ta bực mình, chúng ta bất mãn. Chúng ta nghĩ rằng mình tu thiền mà tại sao nó cứ đến hoài, nó làm phiền mình quá. Là chúng ta bực mình đối với nó, càng bực mình chừng nào nó càng đến nhiều chừng nấy. Đó cũng là cái cực đoan thứ hai. Thì bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta có một cái phương pháp để giải tỏa nó. Thứ nhất là chúng ta nhận diện được nó. Khi nào có những cái sự vọng động, sự phóng tâm, sự hối hận, sự suy nghĩ, thì giờ chúng ta là người hành giả, chúng ta quan sát lấy nó làm đối tượng. Rồi chúng ta biết rõ cái bản chất của nó. Chúng ta với thái độ khách quan, chúng ta nghĩ rằng đây cũng là đối tượng để giúp cho ta học hỏi. Và khi chúng ta có sự khách quan chấp nhận đó, thì chúng ta quan sát một cái tiến trình của nó, chúng ta thấy nó biến mất như thế nào, thay đổi như thế nào. Thì khi các vị có một cái thái độ đúng đắn đó, thì tự nhiên nó sẽ biến mất. Các vị hãy nhìn đi, các vị nhìn với sự chấp nhận không có liên quan tới mình, nhìn với cái thái độ đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi và cái sự chao đảo, cái sự dao động của nội tâm. Mình thấy được cái sự dao đảo của những cái tư tưởng đó, mình thấy sự chao đảo và cái sự thay đổi của nó. Nó giúp cho chúng ta trải nghiệm. Thì khi chúng ta quan sát với khách quan không tôi không ta, với thái độ đúng đắn đó, thì phiền não lập tức những cái chào hỏi cá, những cái tư tưởng nó sẽ biến mất. Những tư tưởng bất thiện nó sẽ biến mất, nó không có chi phối chúng ta nữa. Và khi chúng ta nhìn với khách quan không liên quan tới mình đó, chúng ta nhận diện nó thì nó không dám đến nữa, nó mắc cỡ, nó không dám đến nữa. Còn các vị ngồi mà những cái đó đến mà các vị lại bức xúc, các vị khó chịu, các vị chống đối bằng nhiều cách thì nó càng đến nhiều, các vị càng khổ nhiều. Tức là tạo thêm cho nó lớn mạnh. Trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta mà ghét người nào hay chúng ta thương người nào á, thì cái đó nó đến hoài. Những cái tư tưởng đó trong tâm á, chẳng hạn giờ mình ghét một người nào đó thì trong tâm mình sẽ nghĩ tới người đó, thường nhớ nghĩ người đó để cái hận thù nó càng phát triển mạnh. Còn cái người mà chúng ta thương cũng vậy, chúng ta thường nghĩ và chúng ta ưa ấp ủ trong tâm. Còn cái người mà chúng ta không thương không ghét á, thì chúng ta không có nghĩ đến. Thì như thế nào cũng vậy, những cái tư tưởng, những cái sự bức xúc hay là những cái tư tưởng mà nó nhớ về quá khứ hay là mơ mộng tương lai đó, mà chúng ta lại thích nó đó, thì nó lại diễn tiếp tục nhiều. Mà chúng ta bất mãn tới nó cũng tiếp tục nó sanh khởi. Mà chúng ta nhìn nó với khách quan, tức là không thương không ghét, tức là nhìn với thái độ đúng đắn, thì tự nhiên nó biến mất.
Cái giải pháp này chúng ta thấy loại trừ rất là thoải mái. Chúng ta tu tập không phải là chúng ta chiến đấu với phiền não hay là để chúng ta giặt lộn với nó, mà chúng ta chỉ nhận thức nó bằng khách quan thôi, hết sức là thoải mái. Thì cái cách đó là chúng ta diệt trừ nó, dẹp trừ nó một cách khôn ngoan nhất mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó. Nên chúng ta có hiểu đúng, chúng ta thực hành đúng thì chúng ta thấy cái sự tiến bộ rất là mau. Và mỗi cái sự suy nghĩ, cái tâm bất an đến đó, chúng ta quan sát như vậy đó, thì chúng ta thấy nó rất là nhẹ nhàng. Và khi nó biến mất, nó thay đổi, chúng ta thấy được cái sự hiểu biết chúng ta nó gia tăng. Đó là cái phiền não thứ ba, gọi là giặc nội tâm đó, gọi là trào hối cái. Vậy các vị ngồi mấy ngày nay chắc sư đề cập đến ba cái dạng phiền não này đều có trong tâm các vị hết: tham dục cái, sân độc cái và trào hối cái. Rồi cái giặc nội tâm thứ tư nữa đó là chúng ta phải cần nhận diện, đó là gì? Hôn thì cái, tức là hôn trầm. Sáng nay sư đi ngang sư thấy các Phật tử chúng ta một số người ngồi gục rất là nhiều, tức là chúng ta bị hôn trầm. Đây cũng là giặc phiền não. Thì cái dạng hôn trầm này đó, nói chung hồi xưa giờ mình đó, sống ở cuộc đời này mình cũng thích nó đó. Có những lúc mình thích ngủ nhiều, mà trước khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta phải qua cái giai đoạn hôn trầm thiền miên. Mà cái dạng hôn trầm thiền miên đó, nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy một cảm giác đó, nó cũng dễ chịu. Có những người đó họ lại thích ngủ nhiều. Thì khi mà chúng ta tu thiền đó, thì những cái phiền não này đó, nó cũng là giặc nội tâm mà nó làm cho chúng ta bị hôn mê. Tức là tâm chúng ta không thể nào chánh niệm được nữa, chúng ta không còn sáng suốt nữa, chúng ta không còn định tĩnh nữa. Tại vì cái bản chất không trầm. Khi chúng ta đang chánh niệm ghi nhận đau biết đau, hơi thở vào biết hơi thở vào, ra biết ra, hay là phòng xẹp biết rõ phòng xẹp, có suy nghĩ biết suy nghĩ, tâm chúng ta rất là tỉnh táo quan sát vậy, cái không trầm đến cái làm cái tâm mình nó yếu lại. Vậy cái thân mình đó nó co lại, mắt mình nó sụp xuống, cái tâm mình bắt đầu nó mê, cái đưa vào giấc ngủ. Có những người sẽ thấy gục xuống. Rồi sư đi qua bên trường thiền á, sư tu thiền thấy có những người họ ngủ, họ ngái. Tức là cái không trầm nhiều quá. Thì đây đó, chúng ta tu tập đó là chúng ta phải nhận diện được cái bản chất của phiền não. Thì khi mà chúng ta tu á, chúng ta cũng không rơi vào hai cái cực đoan mà xưa kia chúng ta đã vấp phải. Thứ nhất là trước kia chúng ta không có tu á, hôn trầm đến là chúng ta chiều theo cái nó và đem chúng ta ngủ. Thứ hai là khi mà chúng ta biết về Phật pháp rồi chúng ta tu á, cái hôn trầm đến là chúng ta lại bất mãn đối với hôn trầm. Hôn trầm đến cái chúng ta bất mãn, chúng ta tạo thêm cái sân phiền cái nữa. Tức là cho tâm sân mình nó sanh khởi nữa, thì cái phiền não này hỗ trợ cho phiền não khác để sanh lên. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta bằng cái phương pháp nào? Khi vị tỳ kheo có tâm co rút, nếu mình nói theo niệm tâm á, khi vị tỳ kheo có tâm co rút, biết rằng tâm đang bị co rút, tức là hôn trầm. Còn khi mà chúng ta đề cập đến quán pháp, khi vị tỳ kheo có hôn thì cái, thì phải quán biết rõ hôn thì cái. Thì bây giờ đó chúng ta tu á, tức là chúng ta nhận diện cái hôn trầm bằng cách á, các vị phát hiện phải sớm. Thứ nhất là chúng ta phải có sự tinh tấn. Trong lúc mà chúng ta thấy chúng ta hay bị ôn trầm á, thì chúng ta phải có sự tinh tấn, nỗ lực, phải dùng sức, cố gắng. Thì trong lúc đó đó, chúng ta có chánh niệm bén á, thì chúng ta vừa quan sát những cái đối tượng, chẳng hạn như hơi thở, hay là suy nghĩ, hay là cái đau á, thì khi đó hôn trầm vừa tới, chúng ta thấy cái tâm chúng ta, cái niệm nó yếu lại. Cái niệm chúng ta bắt đầu nó yếu lại. Và chúng ta không thấy được cái niệm nó yếu lại đó, từ từ cái niệm chúng ta đó, nó sẽ bị thắt niệm đi. Và cái hôn trầm bắt đầu nó sẽ tiến triển từ từ. Và nó làm tâm chúng ta bắt đầu giả dụi xuống. Và nếu mà chúng ta không quan sát được, bắt đầu nó sẽ làm cho chúng ta buồn ngủ. Và cái đó mà nó tác động tới thân chúng ta, đầu chúng ta bắt đầu sẽ nặng, mắt chúng ta sụp xuống. Thì giờ đó chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải phát hiện được hôn trầm. Tức là khi hôn trầm vừa có là chúng ta phải quan sát một cách rõ ràng. Chẳng hạn sư có chỉ cho các vị trong lúc tu thiền đừng có chú tâm. Nhưng mà khi hôn trầm phát sanh khởi là chúng ta phải chú thật rõ nha. Chú thật rõ, quan sát thật kỹ. Tại trong lúc đó mà chúng ta cứ nhìn khách quan riêu nữa là bắt đầu nó đưa chúng ta, nó cuốn hút chúng ta cho đó và chúng ta sẽ buồn ngủ. Khi đó tâm chúng ta phải năng nổ và linh động.
chúng ta quan sát cái sự buồn ngủ đó, rồi chúng ta quan sát cái buồn ngủ đó tác động tới thân mình như thế nào, mắt mình nó sụp xuống như thế nào, đầu mình bắt đầu nó nặng như thế nào. Chúng ta phải quan sát liên tục vậy đó, để cho tâm chúng ta có sự năng nổ. Rồi chúng ta phải nhìn trực diện vào cái tâm buồn ngủ, cái tâm mà giả dự đó. Các vị phải chấp nhận đó, các vị nhìn thật kỹ để trải nghiệm và học hỏi, đừng có bắt mạng đó với nó. Rồi trong lúc đó, đó chúng ta phải nhìn một cách hết sức là tỉnh giác, rõ ràng, và chúng ta đặt câu hỏi, cái gì đang biết cái tâm hôn trầm đó. Ngày xưa đó thì sư cũng bị cái hôn trầm này, nó làm sư cũng khó chịu, bực mình lắm. Sư kia mình không biết tu, mỗi lần đến là bắt mạng đó với nó. Sau này thứ nhất là sư chấp nhận. Rồi có một lần á, sư quan sát mà sư hiểu được thì sau này hôn trầm đến sư giải tỏa rất là mau. Rồi khi mà hôn trầm đến sư quan sát được cái sự tiến diễn của hôn trầm, và sư thấy được có một cái tâm đặt câu hỏi cái gì đang biết hôn trầm, sư thấy được có một tâm nó đang quan sát hôn trầm. Rồi khi đó sư mới hiểu rằng là cái hôn trầm này không có liên quan gì tới mình hết. Rồi khi mà sư thấy như vậy đó thì một cái sỉ lạc nội tâm bắt đầu nó phát sanh lên, thì cái hỷ nó làm cho hôn trầm biến mất. Mà không chầm biến mất sẽ có sự hiểu biết trong đó. Thì chúng ta tu tập á, khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta có kinh nghiệm rồi đó, thì phiền não đến á, chúng ta giải tỏa bằng cái chánh niệm và trí tuệ. Khi chúng ta có trí tuệ đó, chúng ta có sự hiểu biết thì cái phiền não nó không có mặt được. Thì đây đó, sư chỉ cho các vị cái cách mà quan sát không chầm á, tức là chúng ta phải nhìn nó thật hết sức là rõ ràng, một cách tỉ mỉ. Chúng ta quan sát cái hôn trầm, cái buồn ngủ đó, nhìn trực diện đó, nhìn thật rõ và quan sát cái hôn trầm nó tác động tới thân như thế nào. Và chúng ta đặt câu hỏi thêm nữa, cái gì đang biết cái sự hôn trầm đó, để chúng ta thấy có một cái tâm nó đang biết. Nếu mà chúng ta tu á, chánh niệm chúng ta sắc sảo, sau này chúng ta sẽ thấy có mỗi cái tâm đó, mỗi đối tượng có một cái tâm nó đang biết đối tượng. Nhưng mà bây giờ sư nghĩ rằng cái đó chúng ta chưa cần thiết đâu, đó là cho những cái hành giả chúng ta tu tập lâu năm. Còn các vị mới thì như các vị không cần nhìn cái tâm biết đó. Thì bây giờ cái hôn trầm đến là chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta quan sát thật rõ một cái tiến trình của nó, là chúng ta coi cái hôn trầm nó tác động tới thân mình như thế nào. Và có thể trong lúc đó chúng ta đặt câu hỏi, cái gì đang biết hôn trầm, và cái hôn trầm này nó cũng là đối tượng, là hiện tượng để giúp ta quan sát, nó không có ai cả. Các vị cứ làm thử đi. Và khi các vị quan sát như vậy, người nào mà hôn trầm mạnh quá đó, thì chúng ta vừa quan sát mà chúng ta mở mắt ra. Chúng ta mở mắt ra thêm để cho chúng ta tỉnh. Chúng ta vừa quan sát mà chúng ta mở mắt ra. Và nếu mà những Phật tử nào mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta quan sát mà không hết nữa, thì chúng ta chịu khó lấy tay để chúng ta chà mặt chúng ta, chà đầu chúng ta. Chúng ta chà, chúng ta biết rõ mình đang chà cái sự xúc chạm và coi cái hôn trầm nó tan biến như thế nào, chúng ta quan sát. Mình suy nghĩ rằng chúng ta cứ quan sát có thể thất bại một lần, có thể thất bại hai lần, nhưng mà chúng ta đừng có nặng chí. Các vị cứ quan sát nhiều lần các vị sẽ có sự kinh nghiệm, các vị có sự hiểu biết. Không có sao cả. Chúng ta chạy xe đạp, có những lúc chúng ta té, nhưng cái té đó giúp cho chúng ta kinh nghiệm. Chứ chúng ta chạy té rồi cái chúng ta nản, chúng ta không có tập nữa thì cả đời chúng ta không biết chạy xe. Thì đây cái phiền não tức là hôn thì cái, nó cũng là một dạng phiền não, nó làm chướng ngại trong lúc chúng ta tu tập. Thì cách mà sư chỉ cho các vị quan sát. Rồi sư đề cập đến cái triền cái thứ năm á, tức là hoài nghi cái. Hoài nghi cái nó cũng là dạng giặc phiền não. Cái hoài nghi là gì? Trong lúc chúng ta hành thiền á, chúng ta lại nghi ngờ đối với cái phương pháp mình tu. Không biết cái phương pháp tứ niệm xứ này có phải là của Đức Phật hay không? Cái phương pháp tứ niệm xứ này có giúp cho ta để tu tập, để giải tỏ được phiền não, hay là để ta đạt đến sự giác ngộ hay không? Chúng ta khởi lên cái hoài nghi, và chúng ta nghĩ rằng cái phương pháp tứ niệm xứ này không có đúng hay không? Thì những cái hoài nghi đó gọi là cái hoài nghi cái. Chẳng hạn giờ chúng ta đi học á, mà chúng ta thấy những cái điều gì không đúng thì chúng ta hoài nghi thì được. Còn bây giờ chúng ta đã tìm hiểu sâu sắc về lời dạy của Đức Phật, trong kinh điển chúng ta cũng đã xem, chúng ta thấy rằng trong bài kinh tứ niệm xứ, Trung bộ kinh, bài kinh số 10, bài kinh niệm xứ, bài kinh số 22, Trường bộ kinh, bài kinh đại niệm xứ, Đức Phật đã dạy rồi. Thì bây giờ chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ mà chúng ta còn nghi ngờ nữa, thì sao chúng ta tu tập được?
cái sự hoài nghi đó thì nó không có thể nào giúp cho chúng ta được an ổn và an trú được tâm. Cho nên Đức Phật dạy đó, nếu mà vị tỳ kheo nào có năm tâm quan du, có năm tâm triền phược đó, thì vị tỳ kheo đó không thể nào tu tập lớn mạnh trong giáo pháp này và có thể đạt đến cái sự giác ngộ. Điều đó không thể xảy ra. Đó là hoài nghi gì? Hoài nghi Đức Phật nè, hoài nghi giáo pháp, hoài nghi với chư tăng, hoài nghi đối với giới và bất mãn đối với đồng phạm hạnh của mình. Thì đây đó, chúng ta tu tập đó, là chúng ta đó đã thực hành tướng niệm xứ rồi, chúng ta hiểu được cái lời của Đức Phật dạy rồi, thì chúng ta tu tập chúng ta đừng có hoài nghi. Thì bây giờ đó, cái tâm mà hoài nghi sanh khởi đó, xin chỉ cho các vị để quan sát cái tâm hoài nghi. Khi mà chúng ta sanh khởi cái sự hoài nghi trong lúc chúng ta hành thiền á, chúng ta nghĩ rằng cái phương pháp này có phải là cái phương pháp đưa đến sự giải thoát hay không, hay là mình tu như vậy có đúng hay không đó, thì cái tâm hoài nghi đó, chúng ta là cái hành giả tu tướng niệm xứ đó, thì chúng ta quan sát cái tâm hoài nghi đó, lấy cái tâm hoài nghi đó chúng ta quan sát, thì cái sự hoài nghi nó sẽ biến mất. Sự tu tập vậy đó, có những lúc mà cái hoài nghi nó vẫn sanh khởi, tại vì mình chưa phải là bậc thánh mà. Nhưng mà chúng ta đó, tu tập đó là chúng ta phải nhận diện được cái sự hoài nghi đó. Xưa kia chúng ta không có tu tập đó, chúng ta hoài nghi đối với tam bảo, với giáo pháp, cái phương pháp hành tướng niệm xứ, rồi chúng ta lại không có thực hành. Rồi bây giờ chúng ta tu tập rồi, khi mà những cái phiền não hoài nghi đó sanh khởi, chúng ta quan sát thì những cái hoài nghi nó biến mất. Bữa nào mà cái tâm các vị mà nghi ngờ cái đối phương pháp hành, hay là nghi ngờ đối với nhân quả, hay là chúng ta nghi ngờ đối với tam bảo, chúng ta hãy tập nhìn cái tâm hoài nghi đó giùm sư. Thì chúng ta nhìn, tức là chúng ta thoát khỏi cái tâm hoài nghi và chúng ta quan sát thì nó sẽ biến mất. Chẳng hạn các vị đang ngồi ghi nhận thân thọ tâm pháp, cái tâm mình rất là yên bình tĩnh lặng, tự nhiên cái nó khởi lên sự hoài nghi, không biết mình chánh niệm như vậy có đúng hay không, cái phương pháp này không có, có biết có phải là của Đức Phật dạy hay không. Khi mà chúng ta có sự hoài nghi đó, nguyên tâm chúng ta nó dao động và nó thắc niệm. Cho nên cái tâm hoài nghi cũng là một cái dạng phiền não. Thì ở đây đó, sư đề cập đến năm cái loại phiền não ma mà trong lúc chúng ta hành thiền á, nó được thường thấy lại chúng ta. Nên sư chia sẻ cho người cư sĩ chúng ta nhận thức được phiền não mà trong lúc đó chúng ta quan sát. Thứ nhất là tham dục cái. Thứ hai là săn độc cái. Thứ ba là chào hỏi cái. Thứ tư là hôn thì cái. Thứ năm là hoài nghi cái. Tức là tâm tham, tâm sân, tâm phóng túng đó, chào hỏi là phóng túng đó, và tâm hôn thì, tức là gọi là buồn ngủ đó, và thứ năm là hoài nghi. Thì chúng ta tu thì chúng ta cũng phải nhận diện được những cái phiền não nội tâm này. Đó là sư chia sẻ những cái phiền não cho người cư sĩ chúng ta tu tập. Và bây giờ sư kể ôn lại trong những cái pháp hành và chúng ta sẽ nghỉ. Thì đợt rồi đó, sư có chia sẻ cho những người cư sĩ mới, chúng ta mới bước đầu hành thiền đó, trong lúc chúng ta ngồi đó, thì chúng ta quan sát cái đối tượng thứ chín đó. Thứ nhất là hơi thở. Người nào quan sát hơi thở không được thì chúng ta quan sát phòng xẹp. Thì đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta an trú tâm cả. Hơi thở không có tốt hơn phòng xẹp, phòng xẹp không có tốt hơn hơi thở. Cái đối tượng hơi thở cũng giúp cho mình an trú tâm để quan sát ghi nhận. Phòng xẹp cũng giúp cho mình an trú tâm để quan sát ghi nhận. Không có cái nào tốt hơn cái nào cả. Chứ không phải là cái người quan sát hơi thở là giỏi hơn cái người quan sát phòng xẹp, cái người quan sát phòng xẹp là giỏi hơn cái người quan sát hơi thở, không phải. Nó chỉ là đối tượng để an trú tâm. Các vị phải nhớ. Cái đối tượng thứ hai là các vị theo dõi, trong lúc theo dõi hơi thở hay phòng xẹp á, thì có suy nghĩ là các vị phải gặp quan sát suy nghĩ, tức là chúng ta phải thấy được cái tâm thôn nhất. Chúng ta nhận diện rồi chúng ta buông, chúng ta về liền. Tại vì đối với những người cư sĩ mới đó, suy nghĩ là chúng ta không có nên theo dõi suy nghĩ nhiều quá. Tại tâm chúng ta còn yếu mà chúng ta theo dõi quan sát hay suy nghĩ nhiều á, thì tâm chúng ta dễ bị dao động. Chúng ta yêu cầu chúng ta nhận diện được nó là tốt rồi. Dù nó có mặt chúng ta quan sát, chúng ta biết, rồi chúng ta buông, chúng ta trở về hơi thở hay phòng xẹp. Còn nếu mà sau này chúng ta tu đã thuần tí rồi đó, chúng ta không cần theo dõi hơi thở phòng xẹp nữa. Có đối tượng nào chúng ta quan sát đối tượng đó. Có suy nghĩ chúng ta quan sát suy nghĩ, có cái đau chúng ta quan sát cái đau, có cái vui chúng ta quan sát cái vui, có cái buồn chúng ta quan sát cái nỗi buồn. Có tâm sân chúng ta quan sát tâm sân, có tâm tham chúng ta quan sát tâm tham, có tâm hôn trầm chúng ta quan sát tâm hôn trầm.
Có tâm ganh tị chúng ta quan sát tâm ganh tị, có tâm từ chúng ta quan sát tâm từ. Tức là sau này chúng ta tu thực thụ tứ niệm xứ rồi, chúng ta thấy là không có đối tượng nào quan trọng hết. Và trong đời sống của chúng ta thấy rất là nhiều cái đối tượng. Lúc nào cũng có tâm, lúc nào cũng có cảm giác cả. Thì ở đây đó, người cư sĩ chúng ta quan sát hơi thở vào hơi thở ra, khi có suy nghĩ chúng ta quan sát là chúng ta buông, chúng ta trở về hơi thở. Tức là chúng ta mới tu chúng ta phải có hơi thở, cái đối tượng chính, phải có đối tượng chính, phải có đề mục chính để chúng ta ăn trú. Rồi chúng ta theo dõi hơi thở vào hơi thở ra đó, khi nào có cái đau phát hiện, có cái đau sanh khởi, chúng ta buông cái hơi thở ra, chúng ta lấy cái đau để chúng ta quan sát, lấy cái đau làm đối tượng. Thì giờ có cái đau rồi, khỏi quan sát hơi thở, khỏi quan sát suy nghĩ, khỏi cần kiếm cái gì nữa cả, có đối tượng sẵn rồi. Cứ quan sát một cách khách quan, thoải mái, có sự diễn tiến nó như thế nào. Trong lúc mà quan sát cái đau cũng giống như là mình đang quan sát hơi thở vậy đó. Cái đau đang diễn ra, có suy nghĩ, buông cái đau ra, quan sát suy nghĩ, hết sức là thoải mái. Nhận diện được suy nghĩ rồi buông, trở về cái đau. Trong lúc đang quan sát cái đau, cái tâm mình cảm thấy bất mãn khó chịu, cái đó lấy cái sự bất mãn khó chịu đó, chúng ta quan sát thoải mái, khỏi quan sát cái đau nữa. Khi mà cái tâm sân chúng ta biến mất rồi, cái chúng ta trở về cái đau. Tại chúng ta nhận diện được cái suy nghĩ và cái tâm sân đó là phiền não đó, chúng ta trở về cái đau hết sức là khách quan, thoải mái. Cái đau đang diễn ra mà tâm chúng ta có sự bình yên, tĩnh lặng. Đó là những cái đối tượng mà cho những người cư sĩ chúng ta mới. Rồi chúng ta đang ngồi theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, có tiếng động, chúng ta ghi nhận tiếng động một cách hết sức là thư giãn. Thay vì giờ mình theo dõi hơi thở, mình theo dõi phòng xẹp, mình theo dõi suy nghĩ, hay mình theo dõi cái đau, giờ ghi nhận cái tiếng động, thì tiếng động trở thành đối tượng. Và trong lúc mà chúng ta ghi nhận cái tiếng động á, tiếng động trở thành đối tượng đó, thì trong lúc đó mà cái tâm chúng ta mình nó suy diễn á, nó nói rằng cái tiếng động này là người nam, cái tiếng đó là người nữ, hay là tiếng con gà, con chó gì đó, hay là nó suy diễn á, thì chúng ta lại lấy cái sự suy diễn đó chúng ta quan sát. Chúng ta lấy cái sự suy diễn đó chúng ta quan sát. Tức là chúng ta buông cái tiếng động ra, chúng ta quan sát cái sự suy diễn á. Quan sát suy diễn. Thì khi mà chúng ta quan sát suy diễn xong á, hết sức là thoải mái. Nó cũng như là tâm suy nghĩ thôi, chúng ta quan sát nó rồi chúng ta buông nó rồi chúng ta nghe lại cái tiếng động. Thử ra tâm chúng ta không suy diễn nữa, nó hiểu là nó không suy diễn nữa. Hay là trong lúc mà chúng ta vừa nghe một cái tiếng động làm chúng ta khó chịu, thì khi đó chúng ta ghi nhận cái sự khó chịu đó, hết khó chịu rồi chúng ta nghe lại cái âm thanh đó, tiếng động đó, thì tiếng động cũng là đối tượng, tâm chúng ta rất là bình an, tĩnh lặng. Nên ở đây đó, chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, đầu tiên là chúng ta phải hiểu, chúng ta phải phát triển cái thái độ đúng đắn, gọi là chánh niệm. Khi các vị có chánh niệm rồi đó, thì các vị thấy rằng tất cả đối tượng nào cũng giúp cho các vị quan sát cả, đối tượng nào sanh khởi cũng giúp cho các vị bình an cả. Còn giờ chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta chưa hiểu chánh niệm là gì, đối tượng đến là chúng ta khó chịu, chúng ta xua đuổi đối tượng đó là tâm sân. Đối tượng đó chúng ta thích, chúng ta bám vô, đó là tâm tham. Và tu tứ niệm xứ là chúng ta diệt trừ tham ưu ở đời. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta phát triển tham sân. Thì như vậy chúng ta tu nó không có đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Thì cách mà sư chỉ cho người cư sĩ chúng ta, bước đầu tiên đó, là chúng ta phải nhớ trong lúc ngồi là chúng ta quan sát hơi thở và phòng xẹp. Người nào quan sát hơi thở thì khỏi quan sát phòng xẹp, người nào quan sát phòng xẹp khỏi quan sát hơi thở. Thì chúng ta quan sát thêm suy nghĩ, chúng ta quan sát thêm cái đau, chúng ta quan sát thêm tiếng động, chúng ta quan sát thêm cái tâm sân. Khi mà chúng ta bị đau, tâm sân sanh khởi, chúng ta cũng phải tập quan sát. Đó là cái cách mà chúng ta ngồi. Thì chúng ta ngồi đó xong rồi, trước khi xả thiền ra đó, các vị cũng đừng có vội vàng quá. Mà các vị trong 10 ngày các vị không có bao nhiêu thời gian hết. Khi mà nghe tiếng lắc chuông á, chúng ta ghi động, ghi nhận cái tiếng lắc chuông đó, coi tâm mình có mừng không trong lúc mà được xả thiền. Tại khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy có những lúc đó, cái phiền não sanh lên á, nghe cái tiếng chuông là mình được đi ra ngoài đó. Trong khi nghe cái tâm á, cái tâm chúng ta bắt đầu cái đó nó hoan hỷ, nó vui. Thì cái vui thích đó nó cũng vào phiền não. Tại vì nó muốn xả thiền ra để đi ra ngoài được thoải mái, để sống giống như cái bất thiện mà. Thì cái vui đó chúng ta phải tập, chúng ta quan sát. Và khi chúng ta đứng dậy, chúng ta phải coi cái tư thế mình. Trong lúc xả thiền ra, đứng dậy chúng ta phải tập cái quan sát trong lúc chúng ta đứng dậy. Các vị xả thiền đó, tay các vị đưa đến để cầm cái giò, cái chân các vị.
thì trong lúc đưa đến các vị cũng phải biết, và cái chân mình nó đưa ra mình cũng phải biết rõ, và trong lúc mình đứng dậy mình cũng phải biết tư thế mình đứng dậy. Thì khi các vị bước ra ngoài, các vị cũng phải tập chánh niệm, tức là chúng ta phải từ từ lại, đừng có mau quá, không chậm quá mà không mau quá. Chúng ta kiểm soát coi cái thân mình nó đi ra ngoài như thế nào, và trong lúc đó cái tâm mình nó có suy nghĩ gì không, hay là nó có buồn vui gì không, có thể chúng ta quan sát thêm. Rồi khi đi ra ngoài chúng ta đi thiền hành đó, tức là chúng ta đó, người cư sĩ nào mà chúng ta có thể quan sát được cái bước giò, bước chân đó, chân trái bước chúng ta biết rõ, chân phải bước chúng ta biết rõ, chúng ta biết thôi, chúng ta không cần niệm bước, chúng ta chỉ quan sát bằng tâm, chân trái bước chúng ta biết, chân phải bước chúng ta biết. Rồi khi mà chúng ta đó bước như vậy mà chúng ta quan sát thêm, khi mà cái lòng bàn chân chúng ta mà xúc chạm xuống cái nền gạch đó, thì chúng ta phải biết cái sự cứng mềm của cái lòng bàn chân chúng ta nữa. Còn nếu mà người cư sĩ nào chúng ta không biết được cứng mềm thì chúng ta chịu khó quan sát cái mỗi cái bước chân. Còn người cư sĩ nào có thể chúng ta biết được cái sự cứng mềm thì chúng ta biết cái sự cứng mềm. Còn nếu mà chúng ta chánh niệm bén hơn nữa thì chúng ta biết luôn cái sự bước chân, và chúng ta biết luôn cái sự cứng mềm khi chúng ta xúc chạm xuống cái nền đất. Ở trong lúc các vị đi như vậy đó, đang đi kinh hành như vậy, các vị không cần theo dõi hơi thở. Tôi thấy có một số người đó, cư sĩ chúng ta đi kinh hành mà chúng ta lại theo dõi bước chân mà chúng ta còn theo dõi hơi thở nữa, thì như vậy nó không có đúng. Tại vì trong lúc mà chúng ta theo dõi bước chân á, hay là chúng ta theo dõi cứng mềm, thì chúng ta không cần trở về hơi thở. Thì trong lúc mà chúng ta theo dõi mỗi cái bước chân chúng ta đi, hay là cái sự cứng mềm ở dưới lòng bàn chân chúng ta đó, chúng ta quan sát, và chúng ta cũng quan sát hết sức là thoải mái, nhẹ nhàng. Chúng ta đừng có chú tâm quá. Khi chúng ta quan sát, chúng ta đi như vậy mà có những cái suy nghĩ sanh khởi, thì chúng ta cũng phải buông cái sự quan sát cái bước chân, và chúng ta quan sát cái suy nghĩ đó. Quan sát cái suy nghĩ đó là chúng ta buông cái suy nghĩ đó, rồi chúng ta mới trở về mỗi cái bước chân. Trong lúc chúng ta đi kinh hành, chúng ta vẫn có suy nghĩ. Rồi trong lúc mà chúng ta đi như vậy đó, thì có những lúc các vị cảm thấy vui hoặc buồn, hoặc là khi nào các vị khó chịu á, nếu mà chúng ta thấy được thì tốt. Đang đi có những lúc mà chúng ta bực mình đó, thì chúng ta cũng quan sát cái tâm bực mình đó. Rồi chúng ta quan sát xong rồi chúng ta mới trở về cái mỗi bước chân chúng ta. Chúng ta là những hành giả mới thì chúng ta phải cần quan sát như vậy. Rồi trong lúc mà chúng ta đi kinh hành như vậy đó, khi mà các vị đi, các vị nhìn ngoài trước có khoảng 2 mét. Thì trong lúc mà chúng ta nhìn như vậy, khi mà chúng ta thấy, chẳng hạn các vị đang nhìn dưới đất mà các vị thấy, chẳng hạn như những con kiến hoặc con sâu gì đó, mà cái tâm chúng ta nó suy diễn hoặc là nó dị ứng gì đó, thì chúng ta phải cần quan sát cái tâm suy diễn đó, hay là cái tâm dị ứng đó, chúng ta cũng phải tập. Tức là khi mà các vị nhìn mà các vị quan sát được như vậy, tức là sau này các vị sẽ mở mắt, các vị chánh niệm nó dễ. Chẳng hạn giờ chúng ta vừa đi, chúng ta nhìn thấy con sâu, cái tâm chúng ta nó khó chịu, nó sợ hãi gì đó, rồi đó chúng ta quan sát cái tâm sợ hãi, hay là cái tâm suy nghĩ đó, là chúng ta mới trở về cái mỗi bước giò, bước chân của chúng ta. Nếu Phật tử nào chúng ta thấy được như vậy thì tốt, còn nếu chúng ta không thấy được thì chúng ta đừng có kiếm. Có thể là chúng ta chỉ theo dõi mỗi bước chân thôi, hay là sự cứng mềm của mỗi cái chân dưới lòng bàn chân chúng ta. Hay là có suy nghĩ chúng ta quan sát, là chúng ta buông, chúng ta trở về là được rồi. Và trong lúc chúng ta đang đi mà có âm thanh đó, chúng ta cũng tập ghi nhận cái âm thanh. Tại vì suy nghĩ trong 10 ngày đó, thời gian chúng ta nó không có nhiều, nên chúng ta phải tập chánh niệm như vậy đó, sau này nó trở thành cái thói quen đó, thì sau này chúng ta về chúng ta mới có thể ứng dụng được. Đó là trong lúc chúng ta đi thiền hành. Rồi sư nhắc nhở lại thêm nữa đó, tức là chúng ta đi vào ăn cơm, trong lúc mà xếp hàng cũng vậy, chúng ta cũng phải tập chánh niệm, và chúng ta phải trong lúc mà chúng ta đang đứng á, thì người cư sĩ có thể là chúng ta quan sát cái sự xúc chạm với cái lòng bàn chân chúng ta xuống cái lòng đất, hay là cái trong cái đôi dép chúng ta đó, cái cảm giác, hay là trong cơ thể chúng ta coi cái chỗ nào mà nó ngứa, nó đau, có thể chúng ta quan sát cũng được. Còn không thì chúng ta có thể theo dõi phòng xẹp cũng được, tại vì mình đang đứng mà. Còn có những lúc thì chúng ta có thể theo dõi hơi thở, trong lúc đó chúng ta cũng có thể theo dõi hơi thở. Tại chúng ta tập như vậy đi, để sau này đó các vị đi về mà các vị chờ xe, hay là các vị đứng, các vị chờ một cái người bạn nào đó, hay là chúng ta chờ đối tác, trong lúc đó chúng ta không có bị nôn nóng, chúng ta cũng tập đứng, chúng ta thiền.
chúng ta theo dõi hơi thở, hoặc là chúng ta theo dõi phòng, hoặc là sẹp, hay là chúng ta quan sát về cái thân thể chúng ta, cái cảm giác của thân. Và trong lúc mà chúng ta theo dõi để có suy nghĩ đến, chúng ta cũng quan sát. Quan sát suy nghĩ là chúng ta buông, có thể chúng ta trở về phòng sẹp, hay là hơi thở, hay là cái cảm giác của thân. Thì trong lúc đứng các vị giống như các vị đang hành thiền vậy đó. Bởi vậy có những lúc mà chúng ta sống ngoài đời này mà chúng ta chờ ai mà lâu quá, nghiên tâm chúng ta không có chánh niệm, chúng ta cảm thấy nôn nóng lắm. Mà khi mà họ đến giải bắt đầu chúng ta bực mình đối với họ liền. Chúng ta muốn chửi họ hay là chúng ta muốn nói những cái lời cay nghiệt đối với người đó. Thì khi mà chúng ta tập chánh niệm vậy đó, thì khi nào cái tâm chúng ta mà nó nôn nóng, nó bức xúc á, chúng ta quan sát cái tâm bức xúc, cái tâm nôn nóng, rồi khi đó chúng ta mới trở về hơi thở, hay là phòng sẹp, hay là cái cảm giác của thân. Thì sẽ nghĩ rằng trong lúc đứng ăn cơm cũng vậy, khi mà chúng ta chờ đó, chờ nó hơi lâu thì chúng ta cũng phải tập chánh niệm mà chúng ta quan sát tâm mình. Rồi khi đến mà chúng ta múc cơm ăn cũng vậy, trước khi lấy đồ cũng vậy, chúng ta cũng phải tập coi cái tâm mình trước. Còn cái tâm mình ở trong lúc mà nhìn đồ ăn, nó thích món nào, nó chán món nào, trong lúc đó là cũng phiền não nó sinh khởi rất là dữ dội. Chúng ta tập trong lúc đó là chúng ta dễ thấy tâm tham và tâm sân. Tại vì các vị muốn thấy được tâm tham tâm sân á, là các vị phải sống trong cái lúc các vị sinh hoạt á, tại trong lúc đó nó nổi bật lắm. Mà các vị thấy được những cái tâm thô, cái sinh khởi nó thô tháo như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được cái tâm vi tế trong lúc chúng ta ngồi. Chúng ta nhận diện được một lần rồi lần sau chúng ta sẽ nhận diện được. Thì trước khi lên lấy ăn, lấy đồ ăn á, lấy thức ăn thì chúng ta cũng phải tập quan sát tâm. Tâm mình trong lúc đó nó suy nghĩ như thế nào, nó thích như thế nào và nó bất mãn như thế nào, chúng ta cũng phải tập quan sát. Tập quan sát xong rồi chúng ta lấy thức ăn, chúng ta cũng phải chánh niệm trong lúc tay chúng ta đưa đến, chúng ta biết rõ. Múc đồ ăn chúng ta biết rõ. Tâm mình trong lúc đó như thế nào mình biết rõ. Chúng ta phải tập trong cái đời sống như vậy. Khi mà có bị quan sát trong cái phút giây hiện tại đó, cái pháp nó trong lúc đó phiền não nó sanh dữ dội lắm, chúng ta dễ thấy. Còn bây giờ chúng ta ngồi thì chúng ta thấy rằng tham sân si nó ít có điều kiện sanh khởi. Tại vì chúng ta quan sát tham sân si á, là khi nào nó sanh khởi chúng ta mới quan sát nó, chứ không phải chúng ta đi kiếm. Tại trong lúc này các vị ngồi đây đâu có thích thú cái gì đâu mà tham nó sanh khởi. Các vị đang ngồi đây nghe pháp đâu có bực mình ai đâu mà tâm sân sanh khởi. Giờ không lẽ các vị đi kiếm? Nó không có sẵn, tức là tâm bất thiện của mình nó đủ duyên nó mới sanh. Và khi nào nó sanh là chúng ta phải quan sát. Buồn vui cũng vậy, có đủ điều kiện nó mới sanh. Khi mà người ta khen chúng ta, cái đó tâm chúng ta nó vui. Ở đó có tâm vui chúng ta mới quan sát. Trong lúc này chúng ta đâu có gì đâu, chúng ta vui mà chúng ta quan sát. Cái tâm buồn cũng vậy, khi nào họ chửi chúng ta đó, thì trong lúc đó chúng ta phải cần quan sát. Cái nỗi buồn nó sanh lên, ở đó chúng ta mới thấy được cái tâm buồn. Thế bây giờ đâu có chửi chúng ta, đâu có thấy cảnh nghịch gì đâu mà chúng ta buồn, mà chúng ta quan sát cái tâm buồn. Bởi vậy chúng ta phải tập quan sát trong cái sinh hoạt đời sống đó, chúng ta mới thấy được phiền não. Rồi khi chúng ta trở về, chúng ta vệ sinh cá nhân cũng vậy các vị, trong lúc mà xúc miệng hay là các vị tắm rửa, các vị cũng phải tập chánh niệm trong lúc đó. Từ cái cử chỉ và cái hành động của chúng ta, tay chúng ta đưa lên chúng ta biết rõ, và tâm tay chúng ta cầm cái bàn chải, xúc chạm cứng mềm chúng ta cũng phải biết rõ, và chúng ta làm phải chậm lại, đừng có làm theo thói quen nôn nóng giống như ngày xưa. Khi có tâm nôn nóng thì chúng ta phải quan sát cái tâm nôn nóng đó, để tâm chúng ta quân bình lại, chúng ta làm, chúng ta biết rõ những gì đang xảy ra. Thì khi các vị siêng mà để chánh niệm trong mỗi cái cử chỉ đó, cái sinh hoạt đó, cái tâm chúng ta dễ ăn trú đó. Tâm chúng ta không có cơ hội để nó phóng túng, mà khi nó phóng túng là chúng ta quan sát lại được. Thì chúng ta phải tập sinh hoạt trong chánh niệm trong lúc mà chúng ta sinh hoạt cá nhân đó. Là trước khi chúng ta đi ngủ cũng vậy, chúng ta nằm một cách hết sức là thư giãn thoải mái, rồi có thể là chúng ta theo dõi phòng sẹp, hay là chúng ta theo dõi hơi thở vào hơi thở ra. Thì trong lúc mà chúng ta theo dõi hơi thở vào hơi thở ra hay phòng sẹp á, có suy nghĩ đến chúng ta cũng quan sát hết sức là thoải mái, rồi chúng ta buông, chúng ta trở về hơi thở hay là trở về phòng sẹp. Rồi chúng ta theo dõi hơi thở phòng sẹp, cái thân chúng ta nó có hơi đau nhất á, chúng ta cũng quan sát hết sức là thoải mái, chúng ta trở về phòng sẹp. Rồi các vị mà muốn ngủ á, các vị mà muốn ngủ thì các vị hãy quan sát một cách hết sức là thoải mái, bằng cách nhẹ nhàng, giống như quan sát bằng cách lơ đà vậy đó. Tức là niệm chúng ta nó sẽ yếu lại,
Chúng ta muốn ngủ thì chúng ta đừng có nhìn nó rõ quá. Chúng ta nhìn giống như là không có chuyện gì xảy ra, chúng ta nhìn một cách thoải mái, nhẹ nhàng, giống như phất lờ nó vậy đó. Thì từ từ cái niệm chúng ta yếu 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 lại, chúng ta rơi vào giấc ngủ. Cái cách đó là các vị ngủ đó. Nếu mà người nào mất ngủ á, thì chúng ta hãy tập quan sát trong lúc mà chúng ta chánh niệm, trong lúc mà trước khi chúng ta ngủ. Và chúng ta quan sát hết sức là thư giãn, thoải mái, nhẹ nhàng. Chúng ta không có chú tâm, chúng ta không có quan sát rõ, chúng ta không có kiểm soát. Chúng ta quan sát một cách hết sức là nhẹ nhàng. Cái gì xảy ra chúng ta biết một cách riêu riêu vậy thôi. Thư giãn. Và giúp chúng ta lơ nó từ từ từ, cái tâm niệm chúng ta yếu 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 lại, chúng ta rơi vào giấc ngủ, ngủ đó là xong. Còn trong lúc mà chúng ta muốn ngủ mà chúng ta quan sát thật rõ, chúng ta nhìn thật kỹ đó, thì chúng ta tỉnh lại và chúng ta sẽ có sự chú tâm trong đó, chúng ta ngủ không được. Thì đó là sư ôn lại trong lúc mà chúng ta hành thiền. Thì sư nghĩ rằng buổi sáng chia sẻ pháp đến hội chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ. Có phần phước nào phát sanh, xin dâng đến tất cả chư tăng ở chùa. Chia phần phước này đến tất cả chư thiên vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chư thiên ngự ở xung quanh ngôi chùa Viên Tuệ này. Xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này và hộ trì cho tất cả Phật tử nơi đây. Cũng phần phước này xin chia đến cho các cô tu nữ và toàn thể nam nữ Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.